Chào Thị Mỹ, chào Khanh Huỳnh. Ông Hưởng sinh nhật ngày hôm qua còn còn đây, cho nên tôi mở lại bài sinh nhật của kênh Toán Trần. Cảm ơn kênh của Toán Trần, cảm ơn kênh của Duyên Mai, cảm ơn kênh của đệ tử Tâm Phúc, cảm ơn luôn kênh của Tiến Dũng. Đã mừng sinh nhật cô Lan Hay Lúa. Tôi chỉ có thể mở được tí xíu bài ca thôi nha các bạn. Tôi lấy từ kênh của Toán Trần. Toán Trần ca hình như ca với Mộng Huyền Nguyễn chắc. Nói thiệt nha các bạn nha, tôi không biết cái bạn no messy là ai. Ô, bạn già tôi tối đâu, tối sao không vô chơi với tôi vậy? Ô, Ngọc Tâm Trần, cô Lan chào con. Sinh nhật ngày hôm qua rồi, hôm nay cô phát lại chứ hồi tối hôm qua vui quá đi. Hôm qua cô rất hạnh phúc. Chưa bao giờ nghĩ rằng cô phải đi tổ chức một cái sinh nhật ở trên không gian mạng như vậy. Chúc cô Lan sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn bạn Kahilen Lu. Thì có cái tôi không biết nè, tôi coi lại, tôi cũng không ngờ là cái ngày sinh nhật của tôi mà có thể để cho cái thằng Toán này nó đi cá cược. Tôi đâu có biết, cỡ mà nó cho tôi biết thì tôi sẽ tôi để cho nó thắng, thì tôi sẽ cố gắng. Đằng này vô tình thôi, đằng này tôi không biết. Thằng Toán này nó quá thiệt ha các bạn. Nó thiệt á, cỡ nó cho tôi biết được là nó đang cá cược với ai đó. Để xem coi cô Lan mà không không rơi nước mắt, không rơi nước mắt gì, hạnh phúc hay bất kỳ cái gì hãy rơi nước mắt là nó thua kèo. Nó không cho tôi biết, đúng là thằng này nó quá thiệt. Cho nên nó không cho tôi biết, cỡ nó cho tôi biết tôi sẽ bắt đầu tôi cố gắng tôi đổi tâm trạng. Tôi thay đổi tâm trạng, thay vì mình lắng lòng, mình hạnh phúc với lại những cái tình cảm các bạn, thì tôi tìm một câu chuyện khác để mà tôi cứ phấn chấn lên. Thế là nó thắng cuộc. Đằng này không đâu, nó để cho tôi tự nhiên thì tôi tự nhiên là tôi rơi nước mắt. Ngày hôm qua ở trên kênh của thằng Tiến Dũng, nó có mừng sinh nhật cô mà nó ca tới 3 lần. Đối Ngọc Tâm Trần, cô Lan có xem, nhưng rồi xong lại phải chạy ra đặng đi coi mấy chỗ, mấy kênh khác, hoặc là cô bận việc gì đó cô đi ra. Thế là bắp nù, nó chạy vô nó kéo nữa. Cô Lan vô đi, Tiến Dũng đang chúc mừng sinh nhật cô Lan kìa. Thế là tôi lại phải chạy vô, mà bắp nù nó kéo tôi vô đó nữa. Đó. Thì rất vui các bạn. Tôi thấy rằng tôi rất hạnh phúc mà chính vì những cái tình cảm của các bạn mà làm cho tôi không có nén lòng được. Vậy tôi cô Lan chạy vô tới gần chót luôn, thì ông Tiến Dũng này ông sắp xuống. Thế là ông nhìn thấy cô, bắt đầu ông quay qua, vậy là ca thêm một bài chúc mừng sinh nhật rồi đặng xuống like luôn đó. Thì nói chung nhiều người nhảy vào trong cái ngày sinh nhật buổi tối của tôi, nhảy vào nói tôi là không biết mắc cỡ xấu hổ khi vào like của Tiến Dũng.
mấy người đó mới là thật sự là không có biết xấu hổ, cho nên mới hỏi tôi câu này. À, mới sanh ra không có khỏe thì khóc. Trời, ngày hôm qua cái thằng bóng ma nó nói tôi chúc mừng cô Lan thôi, nó gì chúc mừng ngày thôi nôi cô Lan thôi thôi nôi tới 60 mấy lần. Ở trời, ở trời, tôi bể quá trời. Có nhiều người nhảy vào nói cô Lan không có biết xấu hổ khi mà vào kênh để bài ca của Tiến Dũng, nhảy vào đây nè. Tôi nói chứ trời, phải thấy rằng vậy là ở cô Lan giống như ta kêu bằng cái gì các bạn, mình khi cuộc chiến tranh tranh giành đúng sai thì đến giai đoạn mình không cần phải đấu đá nữa, tới giai đoạn là mình thấu hiểu, là mình hiểu, thế là mình không đấu nữa, không đá nữa. Đây là chiến thắng của hai người, hai kênh YouTube, đúng không các bạn? Đây là chiến thắng của Tiến Dũng, đây là chiến thắng của cô Lan Hai Lúa. Tất cả chúng tôi đều buông tất cả những cái gì trước kia nói qua nói lại, nó không còn quan trọng, quan trọng là hiện tại. Đúng rồi, bất chiến mà tự nhiên coi như là hòa bình. Mình không cần phải tranh tôi sẽ thắng anh sẽ thắng tôi, hay là chị Lan sẽ thắng thằng Tiến Dũng, Tiến Dũng phải thắng chị Lan Hai Lúa, không cần thiết. Chúng tôi chọn cái giải pháp là hai chị em chúng tôi cùng thắng. Tốt không các bạn? Đúng không? Tôi và Tiến Dũng cùng thắng. Cùng thắng là thắng cái gì các bạn? Chúng tôi bỏ qua tất cả những cái rào cản, tị hèm, những cái tôi của mình xuống. Chúng tôi làm được điều này. Chúng tôi đã vượt hẳn tất cả rất là nhiều người. Đây là những cái gì mà mình có nhiều người họ mong đợi cũng không thể nào làm giống như chúng tôi được. Tất cả những cái hiềm khích, những hiểu lầm, những cố chấp ngày xưa, mình bỏ nó đi hết đằng mé sau. Tại vì cái hướng đằng trước, người xưa tạo hóa cứ biểu con người ta phải hướng về phía trước. Đương nhiên ít ra cũng phải biết hoài niệm về tương lai, về những kỷ niệm. Nhưng những gì buồn không nên giữ, những gì vui mình nên kể nhau nghe. Hôm nay tôi chỉ biết rằng kênh của Tiến Dũng và tôi hoàn toàn xóa tất cả những nghi kỵ, và tôi không muốn bỏ lỡ dù là một cơ hội nhỏ nhoi. Ai nói gì nói, mặc kệ, tôi cảm thấy vui là tôi đã thấy hạnh phúc rồi. Tất cả lập luận của tôi nói chắc chắn một điều, Tiến Dũng chẳng cần phải lòn cuối tôi, mà tôi cũng chẳng cần lòn cuối Tiến Dũng. Nhưng chúng tôi thấy nhau ở một cái điểm chung là vì mục đích chung, vì quyền lợi chung của cộng đồng, chúng ta không nên đấu đá, không nên tranh hơn tranh thua từ câu từ chữ. Bỏ hết những cái hiểu lầm trước kia. Ví dụ như ngày trước, tôi cũng không thích Tiến Dũng bởi tôi cũng hiểu lầm. Tiến Dũng cũng không thích tôi bởi Tiến Dũng cũng đã hiểu lầm. Bây giờ chúng tôi không hiểu lầm nữa. Mục đích chúng tôi là cái chung. Như vậy thôi. Còn ai xấu, ai tốt, tất cả chúng ta ngựa ngựa chạy đường dài mới nói là ngựa giỏi. Đúng không các bạn? Các bạn thấy tôi nói đúng, các bạn hãy tặng trái tim. Ngoài kênh của Tiến Dũng ra còn rất nhiều kênh mà tại sao nhiều người không không lưu ý, đúng không? Ban đầu Mỹ Phụng nó cũng nói tôi ghê lắm mà, nhưng cuối cùng tôi và Mỹ Phụng, cô cháu cháu gặp nhau trên luồng lai Ngọc Tâm Trần, nhớ chưa? Lúc mà Ngọc Tâm Trần rất là ngại khi mà gì đó,
Cô nói Ngọc Tâm Trần hãy vào kênh người này, vào kênh người kia đi. Mình cứ hãy mạnh dạn, tất cả những cái hiểu lầm, những cái bất đồng quan điểm với nhau, tất cả chúng ta đều hóa giải bởi những cái gì? Bởi vì chúng ta đều bằng lòng bỏ cái tôi mình xuống. Đúng không Ngọc Tâm Trần? Cô Lan bao giờ cũng hướng con cháu làm điều tốt, chứ không bao giờ muốn cho tụi bay hiềm khích nhau, giận hờn nhau tối ngày đem lên cộng đồng mà lời qua tiếng lại. Có đúng không? À, để tôi xin đọc cái bài, cái bình luận của bạn gì đó. Ở đây chưa, tôi chưa thấy. À quên, phải cái này. Không phải cái này. Cái bình luận của bạn Hạnh Phạm Thị nè, tôi xin nhìn lại để tôi đọc lại nha, coi bạn nói gì. Chị Lan và anh Tiến Dũng cùng thắng, đã bỏ qua được hiềm khích, hiểu lầm bởi vì đã hiểu ra cả hai đều đang vì những người hoàn cảnh khó khăn, trong đó có gia đình Thiện Am. Đúng rồi đó bạn. Còn một cái nữa, nếu tất cả chúng ta đều nghĩ về cái chung thì tất cả chúng ta sẽ tất cả mình đều bỏ cái tôi mình xuống hết, thì mọi việc nó sẽ hanh thông hết. Đúng không? Thành ra một cái việc tốt đẹp như vậy mà tại sao mình không nhân lên? Đó. À, như trước kia Ngọc Tâm Trần kết nối lại với tôi. Cái Facebook cũ nó bị mất rồi, nhưng tôi vẫn còn giữ nguyên những bình luận cũ đó. Cái nó gặp tôi trên Facebook, nó kết nối trên Facebook lại với tôi. Khi tôi đã ok đồng ý kết bạn thì Ngọc Tâm Trần chỉ nói một câu là cảm ơn cô Lan đã đồng ý kết nối lại với con. Các bạn ơi, nó cảm ơn tôi chứ còn tôi thực sự tôi còn cảm ơn nó nhiều hơn nữa. Bởi vì có thêm một đứa hiểu tôi. Nó không nghĩ sai tôi là tôi biết chắc. Sau một đứa nó không hiểu sai tôi thì sẽ có 100 bạn bắt đầu hiểu đúng về tôi. Do cái chia sẻ của Ngọc Tâm Trần. Đúng không? Chỉ cần một đứa nó hiểu đúng về tôi rồi, tôi rất mừng. Ngọc Tâm Trần nó xin lỗi tôi. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của Ngọc Tâm Trần. Bởi vì nó lúc đó nó cũng bị bên Thanh Trần nó dẫn dắt. Đó. À, các bạn ơi, rồi thêm nữa các bạn. Thêm người nào nữa các bạn biết không? Tuyển Lê. Tuyển Lê thật sự tôi chưa có chặn Zalo, tôi chưa có chặn Messenger của nó. Tôi có tới 2 cái Zalo, tôi chặn một cái nhưng mà một cái thì không có chặn. Rồi Tuyển Lê quay trở lại cũng xin lỗi tôi. Em đã sai. Các bạn ơi. Thôi à, cái gì vậy bạn già tôi? Đó, tức là tôi đã có được hai đứa, nó biết được ngày trước nó có sai. Thì tôi tin từ hai đứa này, nó sẽ nhân lên 100 đứa, mấy trăm đứa và cả ngàn đứa sau. Từ từ sẽ hiểu được cô Lan hay Lúa là người như thế nào. Đúng không? Nhưng rất là buồn. Khi tất cả những gì cố gắng của mình. Dù gì đây? Em lên đúng không? Muốn nói gì với chị? Chúc mừng chị sinh nhật chị đúng không? Rồi, happy birthday chị. Cảm ơn em. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi chị? Hôm nay ngày 4 em, ngày hôm qua mới là bên ngày. Hôm qua là ngày sinh nhật. Hôm nay là ngày mùng 4. Bên Mỹ mới có là ngày mùng 3 thôi. À vậy. Buổi tối ngày mùng 3. Rồi.
Ok, thì trước tiên em chúc mừng sinh nhật chị nha. Và em mới gửi cho chị cái gì đó, thì chị có thể mở lên đi. Chị cảm ơn em. Ok, chị biết cái gì không? Cái đó là cái gì không? Chị không biết, chưa coi. Thì coi đi, không phải tiền đâu, mà cảm ơn em. Coi đi, rồi rồi em giải thích cho coi là chị biết cái gì không? Chị coi là chị bán em gửi cho chị cái gì không? Rồi rồi, để chị coi coi đâu em. Coi, coi, coi em cứ ở đó em nói đi, rồi chị vẫn coi được nha. Rồi, coi đi, rồi 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 rồi, rồi. Em sẽ giải thích cho chị. Mới đây cách đây khoảng 2 tiếng đồng hồ á, là Duy Dấu nó mới đăng lên về cái chuyện mà pháp lý của Quảng Dũng kia đó. À. Rồi nhưng mà nó ký là ngày mùng 4 tháng 4 đúng không? Mùng 4 tháng 4 là sao em? Là hôm nay ngày Việt Nam là ngày mùng 4 tháng 4. À. À. Vậy thì cách đây một tháng, chị coi cái hình mà cách đây một tháng á, Minh Tú chụp một cái hình em gửi cho chị đấy. À. Mà trên khắp đồng hồ của Minh Tú đó. À. Mà có che giấu, nó có che giấu một người và nó nói rằng á là bữa cơm gặp mặt đầu tiên để anh chuẩn bị về Mỹ chia tay. À. Mà nói chi giấu đó. À. Được chưa? Rồi. Đây là để cho mọi người thấy là Tú em nó xạo láo. Này là nhưng mà này không phải chi giấu đâu. Thì nhưng mà cái đó là chứng minh là thằng Tú nó xạo đó. Ừ. Không biết truy dấu ở đâu thì mình không biết, tại vì không thấy mặt thì mình không biết được nó ở đâu, hiểu không? Nhưng ừ. Mà Tú nó đăng lên như vậy, em chỉ đọc lên đầu một thái, còn thằng Tú nó đọc chưa, chỉ đọc lên cho mọi người nghe đi, đọc lên. À. Đọc lên cho mọi người nghe tất nhiên. Tòa án quận gì, Hanji gì nè, đọc, kiểu đọc cái hình trước đi, đọc cái hình trước. Đọc cái hình, đọc hình, đọc hình hả? Hình Tú, cái thác đâu. À cái này lâu rồi mà. Cuộc gọi bất ngờ. Anh truy dấu này làm hết hồn. À, cảm ơn anh. Bữa cơm họp mặt lần đầu tiên tại Việt Nam. Tiếc là Duy nó xuống không được. Thôi thì hẹn bữa khác tiệc chia tay tiễn anh. Về Mỹ nhé. À, thì là có nghĩa là lúc này là cách đây một tháng á, là tiệc chia tay. Cách đây một tháng là tiệc chia tay là ông truy dấu này là về Mỹ đúng không? À. Vậy cái đó là cách đây một tháng là chia tay về Mỹ rồi đúng không? À. Chị hiểu ý em nói không? Rồi. Và bây giờ cái khắc hợp đồng của truy dấu đó nó ghi như vậy đó. Bây giờ chị vô cái khắc đồng của truy dấu em mới chụp lại thôi. Ừ. Cái này 2 tiếng thì chị coi cái khắc hợp đồng của truy dấu nó đăng cái gì đó và nó ký là ngày 4/4. Hiểu chưa? Chị hiểu ý em nói không? Rồi. Cái này là có nghĩa là truy dấu này không phải là người Mỹ. Tại vì là ký ngày hôm nay ngày mùng 4 là bên Việt Nam ngày mùng 4, bên Mỹ là ngày mùng 3. Nếu em viết cái gì trên trên pháp cộng đồng đó thì em sẽ nghĩ là hôm nay là ngày mùng 3. Em ơi, chị nói thẳng luôn, cái người mà che mặt này là thằng gì đó, thằng Vinh đó. Còn gì em không cần biết, nhưng mà tại đây để chứng minh là Tú với chi dấu này là nói xạo nói láo, là cùng một phe với nhau. À, vậy. Hiểu không? Cái đó là để chứng minh cho mọi người biết này đó. Tại vì á, thằng chi dấu này á, nó chuyên môn đưa những tin là có lời cho cái vụ kia. Hiểu không? Nó đưa những tin mà có lời cho vụ kia, chứ nó không có đưa tin bất lời. Nó khách quan, nhưng mà khách quan kiểu của nó. Thì đây á, để chứng minh thì thấy là Tú và chi dấu này là có những cái chuyện là nói dối cộng đồng rồi. Cách đây một tháng thì nói rằng á, là chia tay đúng không? Mình không biết người đó là ai mà đâu biết, chứ nó là người truy dấu đi. Thì nó cách nói này, nó nói rằng là vậy, chia tay đúng không? Thì là truy dấu là người ở Mỹ. Nhưng hôm nay nó tăng cách ở đây á, thì vô liền đi bây giờ đó. Là Việt Nam là giờ là sáng. Ừ. Rồi 8:20 là giờ Việt Nam là 14. Đúng không? Nhưng mà bên Mỹ mới có 13 thôi. Nếu như truy dấu là người ở Mỹ á, thì là nếu như nó biết vậy đó, thì nó sẽ ký là ngày 3/4. Hiểu không? À. Mà đây nó ký ngày 4/4, có nghĩa là chi dấu này không phải người Mỹ. À, em người ở Việt Nam. Em phát hiện ra cái xạo của tụi này ở cái điểm đó. Đó, để chứng minh cho mọi người là Tú với chi dấu đó là một phe và đang lên đèo 30 giá trách cộng đồng đó. À. Em chỉ nói như vậy thôi, chị giải thích mọi người đi. Rồi, ok, vậy là chị. Rồi, okay, rồi. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Các bạn ơi, về phần này
Tôi phải xem cho kỹ. Đấy, khi mình nói ra không cần phải lên điều chỉnh lại. Và tôi cũng muốn rằng cái phần này đấy, cái gì cũng phải xem cho thiệt là kỹ nha các bạn. Hôm nay tôi chỉ muốn nói về cái phần khác. Cho tôi xin cảm ơn tất cả các bạn. Một số các bạn là không có nick ở trên YouTube cho nên không có chúc mừng. Nhưng các bạn ấy lại có nick ở trong Zalo cho nên cứ là các bạn chúc mừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã chúc mừng sinh nhật cô Lan Hay Lúa. Ngày sinh nhật là ngày kỷ niệm mà ngày mình mới vừa được thấy mặt trời, đúng không các bạn? Mỗi giờ nay tôi đã nhìn thấy được mặt trời nay được 67 năm. Chính như vậy mà trong 67 năm tôi thấy mặt trời nó thay đổi qua từng giai đoạn một. Khi nắng, khi mưa giông, khi bão táp, khi chiều về và tối sầm lại. Nó qua tất cả những cái cung bậc. Buổi sáng là buổi của bình minh, buổi chiều là sắp dần trở về với bóng tối. Tất cả chúng ta là con người, là vạn vật đều xoay trong cái dòng xoay của trái đất. Tất cả không ai ra khỏi cái dòng xoay này. Chính như vậy mà nếu ai đó muốn rời khỏi trái đất để trở ra làm người hành tinh, hoặc là không muốn làm con người lại muốn làm yêu tinh, đó là tự người ta lựa chọn. Được không các bạn? Hôm nay tôi chỉ điểm qua về sơ về cái ngày ngày sinh nhật của tôi được nhiều bạn quay trở lại. Các bạn ơi, những giọt nước mắt của tôi rơi ngày hôm qua không phải là tôi rơi vì những người vắng mặt. Nhiều người đã hiểu sai về những cái tình cảm, những giọt nước mắt rơi. Tôi rơi những giọt nước mắt ngày hôm qua là tôi nhìn thấy lại tất cả những bạn bè cũ. Người ta quay trở lại với lại kênh Cô Lan Hay Lúa. Họ đã không nhìn ra được, nhưng tôi là người nhìn ra được. Cảm ơn tất cả các em, các bạn đã núp lùm lâu rồi, nhưng vẫn cố gắng theo dõi luồng like của Cô Lan Hay Lúa. Nhưng Cô Lan Hay Lúa vẫn chê trách các em. Các em là thân dài vai rộng. Các em là còn trẻ còn trung. Cuộc đời các em còn dài. Cuộc sống các em còn còn tiếp diễn dài hơn chị nhiều. Nhưng các em yếu hơn chị quá nhiều. Các em không mạnh dạn, các em không cùng đứng với chị để cho họ thấy rằng nhóm của Đa Đề chúng tôi còn ở nguyên đây hiện hết. Không chỉ bởi một cái miệng mà déo miệng giống Cô Lan Hay Lúa, cứ nói là các em còn đây mà không thấy em nào lên. Tôi chờ đợi các em lên, tôi chờ đợi các bạn lên. Các bạn hãy cứ mạnh dạn và nói ra quan điểm của mình, tất cả những nhận xét vừa qua. Tôi nói thế này, mỗi một người đều có một cái suy nghĩ riêng, tôi không có thể bắt người ta phải nghĩ theo tôi được. Mục đích người ta là gì? Mỗi người đều tất cả là vì cái tôi của mình, là vì cái tôi. Nhưng đến một lúc nào chúng tôi đã nhìn thấy cái chung, chúng tôi đã bằng lòng bỏ cái tôi xuống. Cái chung của chúng tôi là gì? Là Ngọc Tâm Trần, là Tuyển Lê, là Mỹ Phụng, là Nam Râu, là Mộng Nguyễn, là Tiến Dũng, là còn nhiều người nữa các bạn ơi. Đó là cái chung của mình. Còn lại sàn sảy lại còn được mấy người
người ta nghĩ đến cái chung. Tất cả những người mà chịu quay trở lại đặng mà có khi kết bạn với tôi hiểu một điều các bạn ấy đang nghĩ về cái chung. Chứ còn nếu ai đó vẫn còn ngần ngại, chưa chịu có thể nhìn nhận một sự thật, thì các bạn ấy vẫn còn cái tôi trong người. Tôi chỉ suy nghĩ điều này. Các bạn hiểu tôi, các bạn thông cảm. Mọi người, tất cả chúng ta phải đồng lòng bỏ đi cái tôi mình xuống để nhìn nhận ra một sự thật. Đa đề chúng tôi suốt mấy năm đã làm điều gì để có thể mà đi ngược lại những cái nguyện vọng của người thiền am chưa? Chưa bao giờ. Vậy mà cô Quỳnh này cô đang dẫn dắt sai. Cô nói chúng tôi vào đây là để mưu cầu, là để trục lợi. Cô dẫn chứng ra hết người này đến người kia. Các bạn thấy có những câu từ, có những cái bằng chứng cô đưa ra đúng hay sai? Mà tới bây giờ họ không nhìn thấy cái sai của cái cô này ở cái điểm này. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ về cái riêng của tôi hết. Cả Thảo Vũ, cả Vân Ngờ, cả cô Sunny, cả Tố Nga và còn nhiều người nữa. Người ta vì cái gì đâu? Nếu người ta vì danh gì, vì lợi, người ta bỏ tiền ra để người ta vinh danh người ta lên chứ. Đằng này không, không cần vinh danh, không cần đưa lên hình ảnh của mình. Vậy là nhóm người này, người ta không cần danh và cũng không cần lợi. Như tôi ở đây, một sự việc như vậy các bạn đã hiểu. Vậy mà vẫn dám đôn đặt là tôi vào đây để trục lợi. Mà người dẫn đầu là ai? Người dẫn đầu nói tôi trục lợi là ai? Là người tôi tin tưởng nhất, là người tôi kỳ vọng nhất. Tôi nghĩ cả thế giới có thể hiểu lầm tôi, nhưng chỉ riêng người đó không được hiểu lầm. Cả thế giới có thể hiểu sai tôi, nhưng chỉ riêng người đó không được nói sai về tôi. Các bạn đã hiểu tôi đang muốn nói điều gì? Hôm nay ngày vui, cũng vì cái ngày vui mà hôm nay tôi bằng lòng lấy cái kênh của tôi, mượn cái kênh của đệ tử Tâm Phúc để tôi muốn nói lên. Hôm nay tôi phản biện trực diện với lại Lê Thanh Minh Tú. Thì sinh nhật cô Lan thì chúc mừng cô Lan tiếng cũng được đúng không? Đó. Có gì đâu mà phải ca. Xin lỗi đệ tử Tâm Phúc, ngày hôm qua tôi bận rồi tôi không có vào live được, cho nên tôi không biết rằng Tâm Phúc đã chuẩn bị một lẵng quà để chúc mừng sinh nhật tôi. Cảm ơn Tâm Phúc, cảm ơn Tố Nga, cảm ơn tất cả các bạn trong luồng live của đệ tử Tâm Phúc ngày hôm qua đã chúc mừng sinh nhật tôi mà không có tôi ở đó. Cảm ơn Duyên Mai, cảm ơn Toán Trần, cảm ơn Tiến Dũng, tất cả các em, các bạn hiện giờ đã bắt đầu cho tôi một sức mạnh vô hình. Dù cho ai có nói ngã, nói nghiêng, lòng tôi vẫn vững như kiềng ba chân. Cho tôi xin chào hết các bạn. Mà lại đi núp, núp lần xong rồi về lại chụp bình luận là đưa lên. Mình thấy ngỏ nha. Nếu mà cái chuyện bình thường mà ai cũng tới có ngày sinh nhật đúng không? Nếu có tới thì vô chúc mừng cô Lan cũng đâu có đến nỗi mà phải thế này thế kia đâu. Nhưng mà lại chúc mừng xong rồi về chia sẻ nó cái mời các bạn uống cà phê với cô Lan hay luôn. Sinh nhật nhỏ thôi. Mà ông Tú nó đi soi. Ở đây soi đây mình cũng tiếp lời với ông Tú. Chào chị Văn Minh, chào chị Hương Thái Hai. Vấn đề thật ra ông Tú đi soi cô Lan thật chắc á. Những cái gì mình Tú nói á, nó thể hiện
chính con người của Minh Tú á, thật sự mà nói, ví dụ như có những câu chuyện như, như tại sao mà sinh nhật của Lan là thiếu người này người kia, cái điều đó Minh Tú nên hỏi là tại sao bây giờ quanh Minh Tú lại thiếu những người này kia, thì tâm Minh Tú sao không hỏi chính bản thân mình mà đi hỏi cô Lan những gì đó mình thấy ngọt, đúng không? Bản thân cô Lan cũng đâu có cần những cái người mà cần phải sự cần sự hỗ trợ của những. Tôi nói thế này, sinh nhật của cô Lan tại sao thiếu người này người kia, nó điển hình ra những người mà tôi đang không cần phải suy nghĩ nữa. Nó nêu ra những người mà nó nói tại sao thiếu những người đó. Thì tôi nói thẳng ra, những người mà nó kể ra, thật sự hồi đó tôi còn đáng tiếc, nhưng giờ thì tôi chỉ còn có một cái chữ là gì? Đáng trách. Cảm ơn Phương Thanh. Rơi nước mắt là vì hạnh phúc. Có nhiều người ao ước được một lần trong đời rơi nước mắt vì hạnh phúc mà không được. Thật sự cảm ơn Phương Thanh đã nói cho tôi đúng tâm trạng của tôi. Các bạn hiểu không? Tôi chưa bao giờ tôi tổ chức sinh nhật mà ở trên live của tôi như vậy, mà mang tính chất là kéo dài để chỉ chúc mừng hạnh phúc sinh nhật. Lần đầu tiên tôi có mua một cái bánh kem, tôi chúc mừng tôi ngày sanh ra đời. Thế là tôi nói qua rồi, cái là tôi dẹp cái bánh kem qua một bên. Thế là bắt đầu tôi chiếm. Năm vừa rồi tôi đi mừng sinh nhật, nhưng tôi không lên live, tôi chỉ có chụp hình thôi. Đi vài người, trong đó ngày đó tôi nghĩ là sẽ có vợ chồng luật sư, nhưng cuối cùng luật sư Lân không có đi được, chỉ có vợ luật sư đi. Được rồi, chút xíu nữa cô Lan sẽ phát cái bài nhạc của cháu. Tôi chỉ nói với các bạn nghe, đây là cái sinh nhật đó đó, tôi không live stream, tôi không muốn đưa lên cộng đồng mạng, tôi chỉ chụp hình làm kỷ niệm. Nhưng cái sinh nhật ngày hôm nay tôi được các bạn là phát pháo đầu tiên là Tiến Dũng. Tiến Dũng nó ca trước rồi, nó mừng sinh nhật tôi trước rồi, nó mừng dắt hồi chiều hồi trưa, trưa ngày hôm qua đó, trưa chiều gì đó, tới tối, tới tôi. Rồi tôi vừa xuống live thì tới Dương Mai. Dương Mai đang chưa xong thì tới Toán Trần lên. Tôi tràn ngập bởi hạnh phúc. Cảm ơn bạn Phương Thanh. Chứ còn đừng có nghĩ rằng vắng những người mà tôi nghĩ rằng những người đó có thể làm cho tôi rơi nước mắt là sai. Sai hết. Tôi rơi nước mắt bởi tôi choáng ngợp bởi tình cảm rất là nhiều bạn bè mới. Tôi choáng ngợp bởi vì tất cả những mạnh thường quân có mặt trong luồng live tôi ngày hôm qua. Sai hết. Mọi người đã nhìn không ra, nhưng tôi đã nhìn ra. Và tôi chỉ cứ trách hờn các em, các mạnh thường quân. Thương thì thương tôi, mà cái đi núp lùm như vậy hoài, vậy là không đúng. Phải cho tôi sức mạnh, phải cho tôi biết rằng các em còn đứng đây. Nhưng nói nào ngay, tôi cũng ỷ lại lắm, tôi ỷ làm chị đó, tôi cũng hay nạt mấy đứa em này lắm. Thiệt, tôi cũng hay nạt, tôi cũng tỏ ra mình lớn á, mình phải hơn người ta không à. Tôi nhiều khi tôi cũng nạt hết, tôi không chừa một ai đâu, tôi nạt hết. Nhưng người ta cũng là mạnh thường quân đó mà tôi còn nạt luôn á. Là bởi vì cái gì các bạn hiểu không? Khi các em ấy cũng buồn Thiền Am, cũng buồn các cô khoảng thời gian dài, đòi rời khỏi Thiền Am. Thế là tôi phải làm việc tâm lý. Tôi nói nhẹ không được, nói khéo không được là tức quá tôi nạt luôn, tôi nói không cần luôn á. Thế là mấy em đó phải răm rắp nín, thấy tôi quá bực rồi không được. Tại vì sao? Mình phải hiểu được các cô, các thầy,
có miệng mà không có nói được. Tuấn Nga và Duy Nguyễn đã xuất hiện. Còn nữa, tôi biết còn vài người nữa đó. Hỗ trợ của những người khán giả hay là những mạnh thường quân hay những người ủng hộ, chính Minh Tú mới thực sự là cần á, đúng không? Cô Lan có gia đình rồi, còn Minh Tú á mới là mới cần cần những người bạn đó, những nấm thơm nè, đó nấm thơm đó. Đó nấm thơm nó núp lùm nào giờ tôi đâu có biết đâu. Thật ra cô Lan chẳng mắc cái gì hết, cho nên cái bữa live của Minh Tú á, mà đến nỗi mình sinh nhật mà nó còn lên phản biện đó, mọi người hiểu sao không, đúng không? Chào Thảo Trần, sinh nhật chỉ một đơn thuần là một cái kỷ niệm ngày sinh thôi, nó không ảnh hưởng đến thị phi. Cảm ơn nấm thơm đã núp lùm mà bây giờ đã chịu lên comment lại rồi. Đây mình còn sẽ phát cho mọi người nghe một tí á. Nhưng mà đối với con á, con không thích điều này. Mình nếu thật sự cô Lan muốn phản biện với lại Duy Quỳnh thì cô Lan nên phản biện những video clip trước, cô Lan được phản biện những cái quá khứ người ta, và đặc biệt cô Lan đang đi vào những thứ tự đi vào giọng của thì chúng mày xưa nói chuyện là gì. Sai rồi, Minh Tú. Minh Tú, con đã sai. Nếu phản biện cô Lan câu này, tại sao Minh Tú không phản biện ngay từ cái clip đầu tiên khi cô Quỳnh nói về cô Tú Nga là bao trai tới 5 thằng đàn ông đằng sau? Nếu nói câu này thì phải ngăn cản cô Quỳnh nói về cô Sunny Bunny là gái bao. Cô thấy chưa? Còn cô Lan phản biện cô Quỳnh, bởi vì cô Quỳnh chửi cô Lan là mất dạy mà. Cô nói câu rưỡng mở. Cô chửi cái câu rưỡng mở. Hoàn toàn nó không đem, nó không mang một cái ý gì gọi là nhục mạ, nhưng chỉ là rưỡng mở thôi mà. Thế là cô Quỳnh chửi cô mất dạy. Cái suy nghĩ của các con như thế nào vậy? Hả? Một cái nhận thức như vậy nè. Thấy tác hại chưa các bạn? Khi cô Quỳnh lên chà đạp danh dự của những người ơn gia đình mình, mà mình không một lời khuyên lơn hoặc là lên một bài phản biện. Cô Quỳnh ơi, chị Quỳnh ơi, chị nói chị Tú Nga như vậy là không đúng, không được, đó là chuyện tư, chuyện riêng, chuyện tình cảm riêng tư. Chị Quỳnh ơi, sao lại đem đời tư của chị Sunny lên nói chị Sunny là gái bao? Còn cô Lan Hai Lúa phản biện vì cô Quỳnh chửi cô là mất dạy, vì cô Quỳnh đem cha mẹ của cô lên để mà ví dụ. Đúng rồi, tụi này nó cũng chỉ là ăn chưa no, lo chưa có tới, hiểu không được tới cái sự việc cần gì, cần lúc nói gì và cần làm gì. Đối với Minh Tú, tôi không muốn phản biện. Tôi đã nói tôi sẽ không phản biện, nhưng hôm nay tôi sẽ nói cho nó hiểu. Sai rồi sao? Ngày 17 tháng 1 cô Lan nhận được cái đó. Ngày 19 tháng 1 cô chuyển cho con cô hỏi. Sao cô không hỏi? Thế là cô lực đực, con lực đực ông đẩy cho cô cái gì quá trời quá đất vậy nè. Cô coi là cô đã hiểu được
rồi tưởng sao chưa có chuyện gì hết, bắt đầu cô còn chưa coi chưa hiểu được cái gì mà con đẩy cho cô Lan như vậy, bắt đầu lên bài phản biện cô Xuân dừng chừng liền. Cách hành xử như vậy là đúng hay sai? Cô Lan đưa bài đó ngày 19 tháng 1. Cô Lan nói gì đâu, cô Lan hỏi cái này cái gì vậy Tú? Tiền, nếu cái vụ 50.000 này, 50.000 đô mà nó chỉ mới vừa dựng hành, muốn đi đến được tòa xử, tự vì sự việc này nó sẽ kéo dài, phải lên khả năng lên tới 250.000 đô. Cô Lan đẩy, cô Lan hỏi, nếu đúng là như vậy, mình phải tìm cách dừng, tiền ở đâu mà đi nữa con? Cô Lan có nói mày mà, cô Lan chỉ cho mày thấy rằng đưa mày tất cả cho mày xem. Tại sao cô Quỳnh, cô tự xưng, cô nói cổ về cuộc đời hoạt động chống phá nhà nước ở trong những cái bài viết đó? Một bài viết đó là nằm ở đâu? Tôi không biết nó nằm ở đâu. Khi tôi nhận được đó là những cái bài viết về những cái tiếng Anh không à, tôi phải nhờ một người đi dịch dùm. Và người ta nói cho tôi biết rằng cái nguồn gốc này, người ta viết bài này là ở đâu, hay là nó từ ở đâu mà nó ra được cái bài này. Thế là người ta biết được đây là một nhóm người ta viết bài báo, ta đẩy lên. Nhưng mà nó nằm trong cái gì các bạn? Nguồn tin giống như RFA vậy đó. Đại loại là như vậy. Tôi nghe tôi muốn mất hồn tôi rồi. RFA là một cái kênh nào? Cái kênh thường thường người ta đối lập với lại nhà nước Việt Nam, phải không các bạn? Tôi thấy là tôi rất là sợ. Mà tưởng sao trong một cái văn bản đó, ghi toàn bộ, ban đầu cô Quỳnh là người đầu tiên của một bài báo kể cho cuộc đời hoạt động của cô này, và kể về cái cuộc đấu tranh của cô này với là nhà cầm quyền. Kết quả 6 người trong Thiền Am bị 23 năm 6 tháng tù. Tôi bố cục câu chuyện cho các bạn biết rằng là như vậy. Tôi nói không được rồi, sao lại nói là không động đến Thiền Am mà lại đem những câu chuyện của Thiền Am vào? Tôi đã có nói, nhưng nó đâu có trả lời tôi cái gì đâu. Nó quay ra bắt đầu nó lên bài, nó phản biện cô Xu dừng trần liền. Tôi khuyên nó không được. Các bạn còn nhớ chưa? Ngày 17 tháng 9 tôi mới được biết, thì bắt đầu tôi đi nhờ người đi dịch lại dùm cho tôi. Ngày 19 tôi mới đưa cho nó, tôi hỏi là nó nhảy đùng đùng lên, là nó lên bài nó phản biện cô Xu dừng trần liền. Vậy là bắt đầu một kích, hai chị em nó đưa bài cho nhau, bắt đầu cùng đánh cô Xu dừng trần. Quay qua là đưa lên một cái bài phép thử, nên dừng hay là đi? Lúc này tôi chưa lên tiếng. Nên đi tiếp hay dừng? Các bạn nhớ chưa? Lúc này tôi chưa nói gì mà, tôi chỉ nói trong Zalo mà. Nó không cần trả lời tôi ở trong này, nó không cần giải thích cho tôi biết rằng như thế nào là thế nào, nên không nên, tốt hay là xấu. Nó lên bài, nó đưa lên cái bài phản biện liền, nên dừng hay là đi tiếp. Có nghĩa là nó đang đập vào mặt tôi, trong khi tôi biểu không nên lên mà đi hỏi ý kiến cộng đồng như vậy. Nó có khác nào đi kêu người ta góp tiền cho mình? Các bạn nghĩ coi đúng không? Khi mà ở đây trong Zalo tôi nói riêng nó là nên dừng, nên tìm cách dừng trong danh dự, thì nó nhảy lên, nó lên một bài để mà nó hỏi ý kiến nên tiếp hay dừng. Mà hãy đi dừng thì là đơn giản rồi, vậy đọc cùng với nhau đơn là dừng, một cùng với nhau đi tiếp. Vậy thì đi tiếp là tiền ở đâu? Tôi đã nói riêng với nó, nhưng tôi có ngờ tụi nó này ở đâu. Tôi nói riêng với nó là rất là nhiều người mạnh thường quân, người ta đã phật ý cô Quỳnh rồi, để cho nó biết nó dừng chứ. Sự ủng hộ của mạnh thường quân là cần thiết mà. Tôi báo nhỏ cho nó biết nhiều người đã không đồng thuận với lại cách làm của cô Quỳnh rồi đó.
Vậy là tôi đang hại nó hay là tôi đang giúp nó các bạn? Mà nó nghĩ không ra. Nó nói sao mà tôi không nói cho nó biết? Tôi cho nó biết mà. Bằng chứng vẫn còn đây. Các bạn nghe nó, cái đầu óc nó suy nghĩ như vậy đó. Nhưng mà bây giờ không sao, tôi cũng chỉ để lên nói cho các bạn, để cho một số các bạn còn ở trong cái luồng like của nó đó, đừng để cho nó dẫn dắt sai. Bắt buộc ngày hôm nay tôi phải nói rõ cho các bạn biết, chứ không để nó dẫn dắt nữa. Nó đã sai khi tôi đã yêu cầu nó dừng. Không phải RFA mà là một website của một cái group làm báo FIA. Tại vì tôi không biết, nói ngay tôi không biết. Bạn nắm thơm, tôi không biết cho nên tôi rất sợ. Rồi thì tôi cũng không có định thần được cái gì, cho nên tôi mới đẩy vào nó tôi hỏi. Đẩy vào nó để tôi hỏi. Tôi không biết rằng cái này là cái bài báo hay là nó là cái gì. Mà báo này ai làm ra và báo này đang vận hành, đang để ở đâu mà có chữ Việt và có chữ Anh ở đây. Một cái là có chữ Anh, chữ Việt. Còn một cái toàn bộ là chữ Anh. Chữ Anh không, tôi không biết đang nói gì. Các bạn hiểu chưa? Tôi có hai. Đây tôi mở lên các bạn biết. Một cái là có chữ Anh và có chữ Việt. Là cái này nè. Cái này là có chữ Việt. Cái này là chữ Anh. Thì đó là những cái hình thức này. Đúng không? Nhưng tôi có thêm một cái này nữa nè. Mà tôi không có biết cho nên tôi mới hỏi nó. Tôi đẩy hết vào cho nó. Để tôi hỏi. Như vậy là sao? Toàn bộ là chữ Anh. Cái đó là báo lá cải. Bởi các bạn ở bên Mỹ, các bạn biết đó là báo lá cải. Tôi nhìn tôi không biết đó là báo nào. Tôi sợ, tôi đẩy vào nó để tôi hỏi. Như vậy là nhiệm vụ nó không biết, nó phải làm sao để nó hiểu, để nó có thể giải thích cho tôi hiểu. Thì tôi yên tâm rồi. Đằng này không có, nó nhảy lên bài đằng mà nó phản biện liền người ta. Là cô Xu Huyền Trần. Là sai. Cứ tại sao, cứ mỗi một trận đánh mà nó sẵn sàng chặt những cái cánh tay, bất kể người ta là cánh tay là một sức, cũng là một cái động lực cho mình chiến đấu. Mà nó sẵn sàng, nó chặt hết. Nếu ai đã làm trái ý nó là nó chặt hết. Thấy chưa? Cô Xu Nhân Trần cô đang phân tích là chuyện lớn là mình nên chú tâm. Còn chuyện nhỏ để đánh thằng Toán Trần, đó là cái chuyện nhỏ. Bỏ qua đi. Nhưng không chịu nghe. Quay qua đánh cô Xu Nhân Trần luôn. Thấy không? Thấy các người sai không? Các người không cần cô Xu Nhân Trần. Đó là cái thất bại của các người. Cổ đâu có làm gì ảnh hưởng đến mình đâu. Cổ có thể góp ý, góp lời và cái hiểu biết của cổ cho mình nghe. Cái nào mình thu thập được, cái gì mà mình làm hành trang được thì mình giữ lại trong người. Còn nếu không thì mình cứ để đó. Rồi từ từ rồi nó quên thôi. Đâu cần phải lên phản biện người ta. Đâu cần gì mà hở một chút xíu là mình đi đối địch để rồi mình đi đấu với tất cả mọi người. Ai không làm giống mình, ai không muốn làm theo mình là kẻ thù hết. Tới giai đoạn mà tới tôi mà nó cũng đã coi như kẻ thù là xong rồi. Đúng không các bạn? Đó là do từ đâu?
Đúng rồi, từ 10 cái bill 6.000 đô thì có cái chỗ nào là liên quan đến cái hoạt động của cú nấm này? Đó mà cái là quan trọng. Tôi chỉ đang muốn thắc mắc, tôi hỏi chỗ đó. Câu chuyện mà bà qua, bà phỉ báng, bà nhục mạ, bà vu khống cho nó. Cô Quỳnh, vai trò của cô chỉ là người làm chứng hoặc là người có những cái tư liệu cung cấp là bà Hoa đã vu khống, đã nhục mạ Minh Tú ở trên cái kênh của Tiến Dũng. Thế là Tiến Dũng sẽ bị ảnh hưởng, là bởi vì đẩy cái tiếng nói bà Hoa lên để tiếp tay chia sẻ rộng rãi những câu chuyện vu khống. Tiến Dũng chỉ có cái lỗi đó thôi, đúng không các bạn? Tiến Dũng chỉ có cái lỗi là thông tin chưa kiểm chứng mà đưa lên kênh mình thôi, và bắt đầu đào sâu. Đó là Tiến Dũng bị lỗi cái này, chứ không phải là Tiến Dũng là người vu khống. Tiến Dũng không vu khống, mức độ người ta sẽ bị nhẹ lại. Mà bây giờ mục đích là đi kiện Minh thằng thằng tôi Tiến Dũng là kiện cái gì? Các bạn nghe tiếp nha. Cần chứng minh, ngày hôm nay tôi chứng minh để cho mọi người mới hiểu được. Đừng bao giờ mà chỉ biết rằng mình mà không thấy rằng cái lỗi từ đâu. Đâu, cô Lan đâu có nói đó là cái trắc tò đâu. Tao còn không biết cái giống gì, tao còn hỏi mày này cái gì vậy? Cô biết cái đó là cái gì? Ngày 17 tháng 1 là cô nhận được cái đó. Ngày 19 tháng 1 mới chuyển cho mày, cô hỏi cái này là cái gì? Chỉ thấy người ta nói vậy đó. Nhưng quan trọng, 50.000 mà không đủ khả năng sẽ tăng lên 250, vậy là có hay không thôi. Nếu mà yêu cầu phải có số tiền như vậy là mình phải dừng lại đi, không có tiền đâu mà đi nữa đâu. Thấy không các bạn? Một người phỉ báng mình như vậy, 6.000 đô mà câu chuyện người ta đã xin lỗi rồi, làm gì phải bỏ tiền từ 50.000 rồi khả năng còn lên nữa. Tôi đâu biết câu chuyện này nó tự nhiên dựng đứng lên. Vậy là nếu một cái một người thứ ba, người thứ tư nào ta viết cái bài báo này á, người ta đưa ra cái giống như bây giờ người ta đưa ra, ta uống hơi trước nè, khả năng 50.000 này không đủ đâu, phải là 250.000. Mạnh Thường Quân nào mà phải đi theo vụ kiện này thì phải tiếp tục bỏ tiền nữa nè. Còn người ta dừng lại rồi bắt đầu đem người ta lên đặng nhục mạ lại hết rồi, đúng chưa? Ủa sai, sai hoàn toàn mà các người không ai nhìn thấy trơn vậy, rồi đổ ngược lại cho tôi à? Tôi đã nhìn nhìn thấu được cái sự việc này, đã tự nhiên đem cuộc đời hoạt động của cô này mắc gì dính líu gì tới cái câu chuyện mà bà Hoa vu khống Minh Tú. Tôi đã nói ngay, tôi hạn chế, tôi không chuyển cái này đi nhiều. Mà những cái người bạn, cái người mà chuyển cho tôi, thật sự tôi cũng không có thể nào biết được bạn này là ai. Tôi nói thật, không thể biết được. Người ta mang dụng ý tốt hay dụng ý xấu, tôi vẫn chưa thể kết luận được. Nhưng ít ra người bạn này đã cho tôi biết được sự việc này là như vậy. Nếu đi nữa, nó không dừng ở con số 50. Vậy thì câu chuyện của cô Tô Nga nói cho tôi nghe, khả năng tăng lên mà số tiền cần thêm 25.000 đô. Vậy là đúng rồi. Bước đầu mới vừa đệm, vậy tờ báo này, bài báo này đang bắt đầu ướm hơi thông báo cho các mạnh thường quân, khả năng chỉ là 50.000 này chỉ mới vừa dựng hành thôi. Nhưng các bạn thấy một cái điều là thấy rằng thằng thằng Tony á, nó nói về cái vụ kiện mà của ông Mai Vũng Tàu suốt nay 4 năm rồi, mà ông ta chỉ có thể đưa ra cái giá trị 20.000 cho luật sư khi thắng cuộc đòi đền bù 1 triệu. Vậy thì
cái 1 triệu được đền bù này giả sử thắng thì 50% là luật sư hưởng. Thấy chưa? Các bạn thấy điểm này chưa? Một cái vụ kiện như thế này nè, của ông Mai Dũng Tàu, ông chỉ có đặt phí và cái hợp đồng phí luật sư với lại ông Mai Dũng Tàu có 20.000 đô. Mà ở cái vụ kiện của cái thằng Tú này sao mà tới 50.000 vậy? Mà còn chưa đủ khả năng lên tới 250.000. Đây là cái gì? Đây là hình thức ướm tiếng, ướm lời. Nhưng họ dùng cách này, họ hoàn toàn bị phản tác dụng. Đúng không? Mấy người này, họ đang ướm hơi, ướm lời. Để sau này kêu gọi thêm tiền nữa thì người ta là sẽ đồng thuận liền. Bởi vì nhiều người khách quan người ta đã nhìn nhận rằng phải tốt nữa, phải tốt nữa. Sai rồi. Mạnh Thường Quân chúng tôi không phải là con lừa, chẳng phải con dê mà các người cũng muốn dắt đâu là đứng đó. Đúng không các bạn? Đây nè. Đầu tiên á, thấy chắc cô Lan về cái bài báo gì đó, Inside Romania đó. Đúng không à? Cái bài báo, tại sao cái nội dung của bài báo đó, cái bài viết đó, nó giống giống như chắc tòa quá vậy, đúng không? Cái nội dung đó, thì cô Lan căn cứ vào cái bài đó, đúng không? Tại cái bài đó nó công khai mà, đúng không? Còn cái chắc tòa cô Lan đâu có đọc được chắc tòa như thế nào, nội dung chắc tòa thế nào, đúng không? Nhưng mà qua cái cách mình thấy được cái chắc tòa, bản gốc của chắc tòa và cái bài báo đó, nó có những cái sự, cái nội dung nó giống nhau. Như vậy thì ai viết ra? Từ đâu ra? Đúng không? Và sao Minh Tố không nghĩ từ một tác giả ra? Và tác giả đây là một người viết bên bên cái gọi là phóng viên của cái gì đó, From Asia, với lại cái luật sư mà thảo ra cái đơn á, cái nội dung của tác tòa mình tới vào khoa nhận á, tại sao hai cái đó nội dung nó xem nha, đó có phải là do từ một người không? Đúng nguyên tắc đó, nó là do từ tòa án, phải là từ luật sư, đúng không? Mình tại sao nó thể hiện được ý chí của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trong cái chắc tòa đó và cả trong bài viết đó? Cái nội dung nó đều giống nhau, đúng không? Nó chỉ khác một số từ thôi. Tại sao Minh Tú không hỏi ngược lại? Tại sao nội dung nó giống nhau như vậy? Cho nên nó nói là tại sao mà cô Lan tới mùng Tết 30 đó, đem cái bài đó ra mà hâm he Minh Tú. Ý Minh Tú nó nói như vậy đó. Nó sai đó, cái chỗ đó đó. Các bạn nghĩ đi, Tết 30 Tết là nó rơi vào đúng ngày bao nhiêu, là tháng mấy các bạn? Mà ngày 19 tháng 1 tôi cho nó biết cái bài này, thế là nó nhảy lên, nó lên một bài phản biện cô Xu Dường Trần. Qua ngày hôm sau hay là tôi không nhớ chính xác ngày, thì bắt đầu nó lên một cái bài mà tôi, nó lên một cái bài là đi tiếp hay dừng. Rồi thêm cái gì nữa? Cái người chị tinh thần của nó nhảy vào kênh của nó. Khi đó tôi có nắm còn cầu lê trong kênh của nó. Tôi đi vào để mà giống như là tôi cũng có mặt ở đó để mà tôi vừa ủng hộ, vừa để xem coi Tú nó chia sẻ như thế nào. Nó chỉ nói về chuyên đề của Hai Hồng. Nhưng mà cô Quỳnh này với lại một nhóm bên đó đó nhảy vào hỏi thăm tôi, nói tôi khỏe chưa. Tôi mới trả lời tôi khỏe chứ tôi có bị cái gì đâu mà không khỏe. Thế là bắt đầu thấy mà cô Lan khỏe rồi thì cô Lan trả lời xem coi 25.000. Cô Lan vu khống, hãy đưa ra bằng chứng. Đó, thời điểm đó luôn đó. Vậy có đứa nào mà không hỏi tại sao cô Quỳnh dí theo cô Lan làm điều này? Thời điểm đó là thời điểm nào? Sau này bây giờ tôi mới biết được các bạn. Tôi mới nhớ lại được là cô Tố Nga có lên live tôi nói về cái 25.000. Nó rơi đúng vào ngày 10 tháng 1. Như vậy là có nghĩa là ngày 17 tháng 1 tôi mới biết được cái đó.
Các bạn ơi, như vậy là tôi bây giờ tôi coi suy luận lại, tôi bố cục lại câu chuyện. Vậy tôi là người bị các người dẫn dắt mà tôi cứ đi theo ủng hộ nữa. Vậy làm sao? Cô Tú Nga đã nói cho tôi biết trên kênh của tôi là ngày 10 tháng 1, cô đã nói rằng vấn đề 25.000 cô Quỳnh này đã lên tiếng rồi. Vậy thì cái bài báo nào nó đẩy cho tôi, nó rơi đúng vào ngày 17 tháng 1. Như vậy là khả năng 50.000 không đủ, phải tăng hơn, mà khả năng sẽ lên tới 250.000 đô. Tôi mới nói Tú ơi dừng lại đi con, tiền ở đâu mà đi nữa. Bà Qua bà cũng đã, ý tôi không nói rõ vấn đề bà Qua đã xin lỗi, mà tôi chỉ nói là tiền đâu mà đi nữa. Thì thật sự tôi có nói rõ nguyên nhân không có tiền mà đi nữa đâu. Khoảng thêm vài bữa nữa thì tôi lại tin thiệt mà. Tôi cứ báo cho thằng Tú biết là cô Lan được biết những mạnh thường quân người ta góp tiền á, người ta đều từ từ người ta đặt dấu hỏi với cô Quỳnh rồi. Đặt dấu hỏi vì cái gì? Vì đánh loạn cào cào, đánh Toán Trần mà đem Tố Nga ra đặng dằn mặt, đánh Tố Nga đem Thảo Vũ ra dằn mặt, đánh Thảo Vũ đem cô Lan ra quất luôn. Thấy chưa? Tại sao mà mọi người không ai nhìn thấy cái chỗ này? Vậy là những việc làm của cái cô Quỳnh này đúng hay sai? Lên cái kế hoạch, lên chiến lược đặng đánh đa đề. Hãy cho chúng tôi thấy được những gì mà cô Quỳnh này nói về vấn đề của chúng tôi. Thảo Vũ có phải là cò hay không? Cô Vân Ngờ có phải là cò luật sư hay không? Cô Sunny Bunny có phải là gái bao không? Cô Tôn Nga có phải là một lần mua một lần tới 5 thằng đàn ông để bao nó không? Đó. Rồi chưa xong, chưa vừa lòng cái cô Quỳnh này nữa. Có ai nhìn thấy điểm này chưa? Vậy mà biểu chúng tôi phải đi theo để mà nương theo cô này. Không, tôi đã nói rồi. Giống như là một cái hiệu lệnh, hiệu triệu. Nếu cô Quỳnh không biết điểm dừng, thì chúng tôi buộc phải chiến. Giống như cô đe dọa mạnh thường quân nào. Cô Vân Ngờ, Thảo Vũ và Diệu Tâm phải lên trả lời cho cô biết rằng vấn đề chạy án 1 tỷ không thành mới nhờ tới cô. Thấy chưa? Cô biểu mọi người phải công khai, nếu không thì cô lên cô công bố. Có khác nào cô đang đe dọa. Cách đe dọa này là cách đe dọa kêu bằng bỉ ổi, độc ác. Nhưng cô tưởng rằng nhóm đa đề chúng tôi có vấn đề gì trong vấn đề này mà chúng tôi phải sợ cô, là cô sai. Bởi chúng tôi chẳng có cần phải đi cửa sau, cửa trước cái gì hết. Luật sư chỉ là luật sư. Chỉ là luật sư. Hỏi đi, hỏi lại hết coi. Mấy luật sư trong cái buổi sơ thẩm, mấy luật sư trong cái buổi phúc thẩm, một luật sư bao nhiêu tiền? Một luật sư từ thành phố bay lên, một luật sư từ Hà Nội bay vào. Cho tôi hỏi những chi phí đó từ đâu ra? Chúng tôi nếu đi cửa sau thì mắc gì phải mướn nhiều luật sư như vậy? Đúng không các bạn? Nếu chúng tôi có thể đi được cửa sau, chúng tôi đâu cần thuê luật sư. Đúng các bạn đấy chứ đúng? Có đúng không các bạn? Sơ thẩm có 3 luật sư. Rồi phúc thẩm có mấy luật sư? Nếu mà chạy đi cửa sau được rồi đâu cần thuê luật sư. Đúng không các bạn?
đã đi được cửa sau thì không cần phải phải mời luật sư, bởi vì luật sư chỉ là người thay thân chủ để nói lên những cái quan quốc của mình và những cái nhận biết của mình đúng sai. Luật sư chỉ làm được như đó. Nhưng nếu đã chạy cửa sau, đã có thể gõ được cửa sau thì không cần thuê mướn luật sư. Vậy mà cô đem lên, cô thách thức, cô đe dọa các luật, các mạnh thường quân. Thấy chưa các bạn? Cái giả tâm của cô tưởng rằng chúng tôi đi cửa sau thật à? Sai lầm. Nếu đi được cửa sau, chúng tôi đâu cần phải bỏ ra bao nhiêu là tiền để mà hết bao nhiêu là luật sư. Đó. Thằng này nó không nghĩ ra. Cái điều mà chúng ta thấy rồi, cái mà người được đặt tới là quyết định của luật sư. Xin tạm chào các mọi người. Chúng ta không thể tự đặt cái mặt luật sư thấy cái nào hợp lý và luật sư thấy nào không hợp lý. Đó là quyết định của luật sư của em. Nghèo này không phải kể của em nghe. Tới lúc con không muốn kể, nhưng mà tới lúc này con phải kể của em nghe nè. Đó là quyết định của luật sư. Luật sư muốn những thằng thì chúng ta phải chấp nhận vì chúng ta đã có luật sư thì chúng ta phải làm theo ý luật sư, vì luật sư hiểu được. Chúng ta không hiểu. Sai rồi. Sai hoàn toàn ở cái chỗ mà luật sư hiểu luật. Mình phải làm theo luật sư. Bởi vì cái gì? Luật sư hiểu luật là mình phải đi làm đúng trình tự. Còn luật sư hiểu được sự việc mới có thể bảo vệ thân chủ. Cho tôi hỏi, cô Quỳnh này có bị bà Hoa vu khống nhục mạ không? Mà lại cô này lại là người nằm trên đầu tiêu của cái sự việc. Báo cũng ghi cô này ra kể về cuộc đời hoạt động của cô này. Ủa sao kỳ vậy? Rồi kể luôn vấn đề cô này được cái quy chương cái gì gì với người đàn bà dũng cảm. Gì vậy? Thành ra là tất cả chúng tôi đều không biết chuyện này. Tới khi chúng tôi biết, chúng tôi nói và chỉ còn có cách dừng lại. Tú mà biết được làm điều này, đừng háo thắng. Cô Quỳnh không được là suy nghĩ sai về ý của tôi. Không nên háo thắng. Dừng lại. Giữ lại danh dự cho tất cả mọi người. Tôi hoàn toàn không muốn điều xảy ra khi mà cô nghĩ rằng khi cô đánh Toán Trần, cô nghĩ rằng Toán Trần sẽ chết. Cô được sống hả? Không bao giờ. Bởi Toán Trần nó không làm gì sai. Từ cái vụ kiện đó đó, cô tưởng rằng nó đi cửa sau. Cho nên cô đem cô ra hăm dọa, cô cảnh cáo, cô lôi đầu các mạnh thường quân ra, cô cảnh cáo rồi. Nhớ chưa các bạn? Nhưng cô đã lầm. Tôi đã khẳng định một điều cho cô biết. Nếu Toán Trần mà lo được cửa sau, không hơi đâu mà tốn tiền luật sư quá nhiều như vậy. Cái này nè, Minh Tú nói luật sư hiểu luật, chúng ta không hiểu. Có một điều đơn giản lắm, mọi người nên biết. Ta đề là người bỏ tiền ra mướn luật sư, thì luật sư phải làm theo ý, đúng không? Ý của bên ta đề là những người ủy quyền, Đức Minh Tú ủy quyền. Chứ không thể nào mà luật sư bắt ngược lại thân chủ mình phải làm như thế nào. Đó là một điều đương nhiên. Cho nên cái vấn đề này cảm ơn lắm Minh Tú lập luận này là không đúng. Cả những Ngọc như Quỳnh luôn đã nhiều lần đây là ý chí là ý kiến luật sư. No, luật sư là người được thuê để mà phục vụ, đúng không? Mình bỏ tiền ra thuê luật sư thì mình phải kêu luật sư làm cái gì luật sư làm cái đấy, chứ không có cái luật sư nào mà kêu ngược lại, đúng không? Đó, cái từ nó, cái hiểu biết của nó không tới. Một vụ kiện các mạnh thường quân bỏ tiền ra để kiện bà Hoa bởi bà Hoa xúc phạm Minh Tú, bởi bà Hoa vu khống cho Minh Tú, đúng chưa? Mà luật sư nào lại dẫn dắt cho câu chuyện của cái cô Quỳnh này viết cả trang luôn, nói về cuộc đời hoạt động của cô Quỳnh. Tôi đọc mà tôi hết hồn hết vía luôn. Càng đọc càng sợ, càng đọc càng thấy bực mình. Ôi tại sao vậy? Một vụ kiện mà lại đưa lên cái bài báo, lúc này
nói cho tôi biết đây là bài báo thì tôi mới biết đây là bài báo. Chứ hoàn toàn ai hỏi tôi nghĩ rằng cái này là từ văn phòng luật sư chuyển. Cô Lan cảm ơn Tuyết Dương. Tôi cứ tưởng rằng cái đây là một cái bài mà của từ văn phòng luật sư cho chúng tôi biết được là cái diễn biến nó như vậy. Nhưng nếu là văn phòng luật sư lại càng chết. Còn nếu bài báo cũng là một hình thức như nhau, các người đang bọc lót cho nhau, đang uống hơi để mạnh thường quân chuẩn bị tiền thêm, đúng không các bạn? Nhưng khi chúng tôi nhìn vào một cái bài như vậy, câu chuyện của Minh Tú bị nhục mạ, bị vu khống, không thấy để ra nhiều, mà chỉ nói về cuộc đời của cô Quỳnh. Cô hoạt động từ năm 2006 là cái gì, cái gì? Đi đấu tranh gì, cái gì đó, rồi cô được một cái... Người ta gì đó, được tặng cho cô cái huân chương người đàn bà dũng cảm. Trời trời! Chứ vậy nè! Đó! Mà các bạn biết không? Chính vì cái câu rất là đơn giản của ông thầy Hoàng Nguyên, ông đang giải thích về một cái kênh YouTube bị thám tử Cao nó vu khống, nó lấy cái kênh đó rồi nó đi đánh gậy sập kênh người ta, nó vu khống lại là kênh Năm Chú Tiểu đánh. Cho nên sau này khi biết được cái cô Quỳnh này nè, cổ là người giải mã cho biết được là cái này là bên thằng thám tử Cao nó làm ra. Vậy là thầy Hoàng Nguyên, người ta cảm ơn. Người ta cảm ơn là đã chỉ cho người ta thấy rằng cái điểm này là cái điểm đang được giải quan cho kênh Năm Chú Tiểu, không có đi đánh gậy ai hết. Thầy Hoàng Nguyên chỉ nói là phản động nói đúng, thì tôi nghe là nói đúng về vấn đề thằng thám tử Cao. Nó mượn cái danh nào đó đi vu khống kênh Năm Chú Tiểu đi đánh gậy. Thành ra thầy Hoàng Nguyên chỉ nói phản động đang nói đúng về phần này, nói về cái phần mà đi đánh gậy của ông thám tử Cao, chứ không phải mà tới mức độ bây giờ thằng Tú nó nắm tay cô Quỳnh nhất định là phải là chị Quỳnh là trên hết, đứng chung và đứng cùng đơn với một người chị đã từng là chống đối với lại nhà nước cầm quyền bị 10 năm tù. Các bạn nghĩ đi. Thầy Hoàng Nguyên chỉ là đơn giản bấy nhiêu đó, nhưng đã đưa vào cái cáo trạng. Còn thằng Tú thì sao? Tại sao lại để hình ảnh cô này nằm trên thằng Tú, mà thằng Tú không nằm trên? Các bạn thấy điều gì chưa? Thằng Tú là người đứng đơn mà. Sao lại cô Quỳnh là người đứng trên? Vậy là do bài báo. Chủ yếu là cô Quỳnh, không phải là Tú. Những người không liên quan lại nhảy vô vụ kiện. Đó là một điều vô lý từ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Tới bây giờ Minh Tú lại nhắc lại vấn đề đó, thì mình cũng nhắc lại cho mọi người hiểu. Chào chị Hạnh Phúc đó. Đúng không? Luật sư là do đa đề mà thuê mà, đúng không? Và người đại diện là ai? Chị Tâm Y Di Tuân thời điểm đó thuê luật sư. Thầy muốn làm vì gì? Chào đích đích. Thầy phải thông qua điều kiện của bên Hình. Mình thuê, đúng không? Chứ không thể nào mà luật sư mà bắt thằng chủ phải làm gì. Chào Tuyết Đó Liên. Là điểm vô lý ở điểm cực kỳ vô lý luôn tại điểm này. Mà Minh Tú bây giờ nó cố tình nó nhắn lại thêm vấn đề này, mà vấn đề này từ đâu xuất phát? Từ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mà ra tất cả thôi, đúng không? Chào chị Tân Đà, đúng không? Tại vì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trong vai trò là một người thông dịch và một người là gọi là mang những cái bằng chứng để đưa lên luật sư, đúng không? Trong một vai trò như vậy thì tại sao lại nhảy thành một cái gọi là một nguyên đơn được? Đó. Tại sao từ người thông dịch bình thường mà nhảy thành một nguyên đơn mà không thể thiếu trong vụ kiện này? Mà thấy vô lý không? Đó. Cho nên luật sư đừng có đổ thừa cho luật sư. Luật sư mà gọi là tất cả chúng ta
đại đa số chúng ta đều thấy cái vô lý chỗ đó, thấy cái điểm đó là cái điểm mình cần phải hiểu cho rõ, nhưng chỉ nhóm người đó họ không cần hiểu đó, rất là vô lý. Cái điểm nhấn là chỗ đó đó, cô Quỳnh là ai, cổ có phải là nguyên đơn đâu, mà cổ nhào vô cổ làm nguyên đơn. Cô Quỳnh chỉ là người thu thập tất cả những bằng chứng, cô có khả năng chỉ là người làm chứng, bởi cô là người nhận biết được từ việc trên không gian mạng. Cô nhận thấy rằng bà Qua này có lên kênh của Tiến Dũng và vu khống cho Minh Tú, chỉ có bấy nhiêu, đúng không? Còn đúng hay sai, đi dịch thuật, tôi nói thật cho các bạn, dịch thuật không phải cô Quỳnh mà đi dịch được, không có bằng cấp, cũng không thể nào được, chỉ là luật sư. Luật sư của ai? Không phải luật sư của cô Quỳnh, mà phải được sự đồng thuận và chấp nhận cái lời qua tiếng lại, lời dịch thuật từ cái clip qua chữ Việt, từ anh qua Việt, từ Việt qua anh, thì phải có luật sư của bà Qua hoặc là luật sư của Tiến Dũng công nhận rằng câu này, nói này đúng hay sai. Một câu người ta thay đổi ý với nhau rồi, một câu người ta nói chỉ là nói, không phải mang ý nhục mạ, nói để chê trách, không phải là nhục mạ. Không thể bắt người ta mang cái tội nhục mạ được. Tôi ví dụ như là cái câu chuyện của Tống Thị Ngọc Mai với lại Jenny Quỳnh Nguyễn thưa tôi. Thưa tôi vì cái gì? Nói tôi nhục mạ. Đâu? Câu từ nào là câu từ nhục mạ? Kiếm không ra. Câu từ tôi, khi tôi nêu lên trên luồng live tôi là mang tính chất giáo dục, chê trách, phê phán, không nhục mạ. Vậy thì câu từ nào là câu từ mà có thể nói là bà Qua nhục mạ cô Quỳnh, mà cô Quỳnh đứng lên làm đơn, đúng không? Sai, sai hết luôn. Với lại điều kiện là các bạn biết gì không? Bà Qua, bà vẫn cứ ngoan cố đi. Cho tới giây phút này bà vẫn cứ ngoan cố, bà không nhận lỗi, bà không xin lỗi. Đằng này bà đã nhận lỗi, bà đã xin lỗi. Một sự việc dân sự như vậy mà đòi đền bù 1 triệu, thấy không? Thấy Tiến Dũng với ông Mai Dũng Tàu không? Nay 4 năm rồi mà nghe là thật sự là cái số tiền thuê luật sư có 20.000. Mà tại sao bây giờ cái phần này chỉ là vấn đề của thằng Tú kiện bà Qua mà lên tới 50.000, còn khả năng chưa đủ, phải có một bài báo úm tiền úm hơi. Chúng tôi đâu biết được bài báo này giết cho ai, quyền lợi này ai hưởng tốn biết. Nhưng chúng tôi thấy hãy thêm tiền này không chơi nữa. Thêm tiền đó là không đi theo chi. Ủa đâu cần phải làm điều này. Bà Qua bà cũng đã xin lỗi rồi, thì danh dự nó cũng đã được trả rồi. Đúng. Bài ra một dự kiện này để đòi lại danh dự, thì rõ ràng nếu đã đòi danh dự là không đòi tiền. Còn mục đích để đòi tiền thì không đủ yếu tố để đòi tiền. Đúng rồi, Phương Thanh. Chỉ trừ khi nào bà Qua đó, bà chưa nói lời xin lỗi. Cộng với vậy nè, cái người luật sư bên nguyên đơn nè, phải đưa ra một cái văn bản thông báo cho bà Qua. Thứ nhất là phải công khai xin lỗi Minh Tú. Nếu chưa công khai xin lỗi thì phải nên xin lỗi. Đó, mình thuê luật sư là để làm gì? Là làm được điều này. Phải qua được từng bước như vậy. Xin lỗi. Rồi đề nghị rút bài. À, vậy thì muốn đề nghị được rút bài thì bắt đầu liên hệ qua bên Tiến Dũng. Bởi bà Qua không làm YouTube. Nó đơn giản là như vậy. Các bạn nghe đi một lát nữa. Chiều đi. Chiều tôi sẽ phân tích cái bài này thì rõ ràng
là cuối cùng khi mà Tiến Dũng nó đưa lên mấy cái tin nhắn cuối cùng trùm cuối lại là thằng Hồng Sơn mới ghê chứ, các bạn có xem chưa? Tôi có xem. Tiến Dũng bắt đầu đã trưng bày ra tất cả luôn những cái bằng chứng là Hồng Sơn, Hồng Sơn mới là chủ chốt chứ không phải là Tiến Dũng. Là Nguyễn Ngọc Như Bình là không thể thiếu trong vụ kiện. Đó là một sự bịa đặt. Tự nhảy vào vụ kiện theo cái hình thức như chúng ta từng nói đó là kỳ cá, đúng không? Bản thân câu chuyện này đó không phải là tiêu chí của đa đề, không phải là nguyện vọng của số đông. Minh Tú nên nhớ này, người ta chỉ đa đề chỉ có ủng hộ cho Minh Tú thôi, gom góp đóng góp tiền để thuê luật sư cho Lê Thanh Minh Tú, chứ không phải đóng góp tiền để thuê luật sư cho Nguyễn Ngọc Như Bình. Minh Tú nên hiểu một điều đó như vậy. Cho nên á, cái luật sư ổng là chúng ta chỉ là người để thuê mướn thôi, để phục vụ cho Minh Tú, chấm hết, tới như đó thôi. Chứ không có vụ mà luật sư mà có quyền hành mà phải kêu người này vô, người kia vô trong đơn. Đó là điều vô lý. Hoàn toàn vô lý, luật sư là người chúng ta bỏ tiền ra mà. Tại sao mà luật sư là phải nắm đốc, phải sai khiến chúng ta làm cái này làm kia, đúng không? Trừ khi cái vị luật sư đó miễn phí, thì người ta muốn kêu ai là kêu, muốn kéo ai là kéo, có không? Đúng không? Chào chị Lê nha, chào nữ tăng. Nhưng mà trừ khi luật sư miễn phí đi, nhà Việt Nam này, có nhiều vụ á, luật sư miễn phí. Chào Dũng Hồ Văn. Thì muốn kêu chào bao nhiêu nhân chứng như Tê Đa Hoàng. Đó là quyền của luật sư. Còn đây là luật sư, đây chúng ta bỏ tiền ra. Chào Kỳ Thúy. Chứ không phải luật sư làm không công. Minh Tú nên nhớ điều đó. Cho nên á, luật sư là người chúng ta chỉ định làm cái gì. Thứ nhất, giúp cho Lê Thanh Minh Tú. Đó là tiêu chí của đa đề. Để kiện bà Hoa, Vu Khống, Nguyễn Tấn Dịch, Tiến Dũng, xúc phạm. Chỉ như đó chấm hết, đúng không? Chứ đâu có luật sư mà phải chỉ cô Quỳnh hay là luật sư Lan hay là cô Lan ở túc ở Việt Nam hay là một người nào đó ở túc bên Nhật hay bên Úc. No, đó là do Như Quỳnh cố gắng chen chân vào vụ kiện bằng hình thức gì? Tự BA ra, mình là một người công chúng, mình là người là hiểu biết toàn bộ câu chuyện Thiền An. Chào Lê Thị Mở. Thể hiện ra đối với luật sư Như Quỳnh là người theo dõi vụ việc này suốt và là một người biết rõ cái vụ kiện này như thế nào. Và Như Quỳnh, tất nhiên là Như Quỳnh sẽ dành công luôn cả vấn đề đấu tranh cho Thiền An. Đó là cấp mà Như Quỳnh đã trình bày với luật sư. Chào và luật sư người ta bị ngộ nhận rằng Như Quỳnh cũng là một trong những người gọi là thay vì là nhân chứng trong vụ kiện này, thì cái giá trị của Như Quỳnh sẽ cao hơn là khi mà làm vô một cái nguyên đơn, đúng không? Không phải đâu. Nhận định đó là của đệ tử Tâm Phúc. Nhưng tôi đã nghe, tôi nhận định khác. Luật sư không ngộ nhận. Đã là luật sư rồi là phải nắm cho sát được cái vụ án mà người ta đang cần mình làm cái gì. Tự nhiên một vụ án để kiện bà Hoa, Vu Khống cho Tú, mà lại bị ngộ nhận bởi vì những cái cuộc đời đấu tranh của cô Quỳnh này để chi phối ra để làm gì? Không ngộ nhận. Mà đây là chủ trương luật sư mà làm thêm việc là người ta thêm tiền. Đúng không các bạn? Đúng các bạn, để chưa đúng. Đã là luật sư mà bắt vào vụ án này, khi mới vừa vào văn phòng người ta hỏi mình cần gì? Cần người ta làm gì? Tư vấn cái gì? Mình nói ngay mục đích liền. Tôi bị cái bà đó bà nhục mạ, tôi muốn kiện bà để bà phải đền cho tôi, bà phải trả lại danh dự cho tôi. Vậy là ban đầu tôi đã đưa ra tất cả những cái nguyện vọng của tôi là kiện bà qua. Như vậy thì ông luật sư này không ngộ nhận được. Người ta làm thêm việc, người ta thêm tiền, chẳng phải ngộ nhận. Đúng không các bạn? Bởi vì câu chuyện ban đầu khi mà đưa ra là thằng Tú nó đi kiện bà qua. Vậy thì câu chuyện kiện bà qua không đạt kết quả bởi vì nó là người sinh sống ở Việt Nam
khả năng mà đi dự phiên tòa là không có khả năng để mà cái mức, để mà mức độ, để mà là cái bà này phải đền bù cho nó không cao. Bởi vì cái gì? Bà này đã có xin lỗi rồi. Vụ kiện này không thành thì người luật sư có đạo đức là phải kêu dừng ngay. Không thể nào nghĩ ra một cách khác để làm như vậy, làm tiếp tục và thêm người vô. Đúng không các bạn? Đúng các bạn để chưa đúng? Đừng nói là chúng tôi đánh phá luật sư. Không. Chúng tôi bây giờ chúng tôi có thể trả lời thẳng thừng. Nếu người luật sư có đầy đủ đạo đức và lương tâm sẽ nói vụ án này ngưng lại. Không thể nào kéo thêm một chuyện khác đặng cho nó lên kịch tính để được thắng được vụ kiện. Đúng không các bạn? Luật sư không ngộ nhận mà luật sư cố tình. Dư biết rằng chỉ để một mình Minh Tú nó kiện là không đạt. Bây giờ đưa thêm cô Quỳnh này vô, cô Quỳnh này vô làm gì đạt được? Bởi vì cái gì? Bởi vì đã làm sai với cái nguyện vọng ban đầu. Một cái câu nói vô tình của thầy Hoàng Nguyên phản động nói đúng là chúng tôi nghe theo, mà chỉ là nói đúng trong vấn đề là vụ đánh gậy của thằng Thám Tử Cao thôi, mà thầy còn phải bị đưa vào cáo trạng. Huống hồ về thằng Lê Minh Tú nó đứng chung một cái tờ đơn với là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đưa lên tờ đơn chỉ là ghi vào cái cuộc đời hoạt động của bà này là chống đối chính quyền, kêu chúng tôi làm sao mà chúng tôi đồng ý cho được. Đúng không các bạn? Vậy là những cái phản kháng của chúng tôi yêu cầu Tú dừng lại là tôi mang mục đích là tôi đang giúp nó hay là tôi đang muốn hại nó. Đúng không các bạn? Cái suy nghĩ nó không tới, nó nghĩ không ra. Nhưng chúng tôi vừa nhìn thấy, chúng tôi lo sợ, nhưng mà đúng, nó đã đi vào đúng là cái quỹ đạo này rồi, không chấp nhận. Một lời vô tình của thầy Hoàng Nguyên mà đã nằm trong cáo trạng. Thế là ở đâu mà cô Quỳnh này có thể đưa lên báo nào mà trong khi nhà nước Việt Nam chẳng có ngó tới cái báo đó sao? Người ta đang rất quan tâm về thằng Tú. Người ta đang rất quan tâm về vụ án của Thiền Am. Người ta sẽ quan tâm tất cả những hoạt động của nó. Đằng này mấy người chỉ biết mấy người thôi. Đúng không? Tôi can nó không được thì tôi phải tách nó ra chứ sao? Tôi can nó không được, tôi khuyên nó không được, bắt buộc tôi phải tách. Để tôi không đứng chung với nó, tôi không thể nào chết theo nó được. Đúng không các bạn? Nó sai. Nó nghĩ rằng nó đứng chung tên, hình ảnh với lại cái bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này là vinh dự cho nó à? Khi người ta đã mục kích vào rồi, không có ngày ra. Bởi vì cô Quỳnh này là một thành phần chống phá nhà nước, xuyên tạc chính sách nhà nước, lại ngồi lên kể công. Thấy không? Vô lý. Rồi bắt đầu cùng với lại cái cô Quỳnh này đạp đổ tất cả những tình cảm mạnh thường quân người ta giúp đỡ gia đình mình bấy lâu nay. Chà đạp tất cả những ân tình chúng tôi dành cho. Như vậy là chúng tôi khuyên không được, chúng tôi đành phải tách ra. Tôi nói câu thẳng thừng, chúng tôi đành phải tách ra. Để chúng tôi, thứ nhất, muốn bảo vệ người khác, chúng tôi phải biết làm sao để bảo vệ chính mình trước. Bởi vì nó đã thẳng thừng bắt tay với cô Quỳnh, chúng tôi không thể nào chấp nhận. Cô Quỳnh là ai? Cô Quỳnh chỉ có thể đứng đằng xa, giúp lời, giúp tiếng. Cô Quỳnh không thể nào đứng chung, bắt tay được. Nếu cô Quỳnh là người, phải biết rằng mình là người như thế nào. Nhà nước Việt Nam đã xem cô là dạng, là thành phần nào. Mà cô cố tình, cô nắm tay từng đứa một. Mấy đứa chờ đi. Tương lai rạng rỡ lắm. Rõ ràng không mọi người? Nếu như Quỳnh trong cái vai trò trong vụ kiện này, như Quỳnh là làm nhân chứng
thì rất là ok. Tại sao Như Quỳnh không làm như vậy mà Như Quỳnh nhảy vô thành luôn và bị đơn, bên nguyên đơn đứng trong đơn luôn? Đó thì đâu phải là tiêu chí của đa đề, mà nó cũng không đúng theo cái vụ kiện này. Từ một nhân chứng nhảy thành ra một gọi là người nguyên đơn, đó là điều rất vô lý. Nhưng mà chính cái Như Quỳnh á đã tạo cho luật sư có một sự nhầm lẫn ở đây, là một sự nhầm lẫn rất là lớn. Không có nhầm, cô Lan khẳng định không nhầm. Luật sư mà, anh muốn người ta làm cái khay nào người ta nhận tiền khay đó, làm thêm một việc là thêm tiền, không nhầm lẫn chút nào đó nha. Cái này do cái cách phản biện của đệ tử Tâm Phúc đang muốn làm nhẹ đi cái trách nhiệm của luật sư, nhưng luật sư là người phải chịu trách nhiệm, chứ không phải là nhầm. Trời, luật sư mà nhầm không, đi vào một kích, ai đi vào văn phòng mình muốn làm gì, à cô muốn làm gì, bạn muốn làm gì, à kiện hả, kiện cái gì, câu chuyện sao, kể cho tôi nghe, đưa bằng chứng cho tôi coi, thấy thắng không, thắng thì nhận, không thắng thì nói cho biết rằng mức độ không thành công. Đó là luật sư có lương tâm. Còn cái giống gì cũng nhận là mình phải xem lại coi đạo đức. Chứ còn rõ ràng thằng Tú mà để một mình thằng Tú kiện làm sao thắng. Bà qua bà xin lỗi mà, sao mà thắng được. Rồi tự nhiên kéo cái bà Nắm Quỳnh này vô tào lao. Chính vì kéo bà Nắm Quỳnh này vô, cho nên đó là một cái mà để cho chúng tôi phải đứng lên và tách biệt liền. Chúng tôi không đứng chung hàng ngũ với cô này được. Chúng tôi đâu thể nào đồng thuận cách làm của cô này. Các bạn biết không, muốn cho tất cả chúng tôi đồng thuận dùng cách gì? Dùng cách lên một cái sa tát đầu tiên, ghi rõ tên Vân Ngờ, Thảo Vũ, Diệu Tâm, chạy án không thành, chạy án 1 tỷ không thành, mới nhờ tới cô này. Thấy không? Thấy láo cá chưa? Thấy láo cá chưa? Tôi đã nói ngay phần trước, nếu chúng tôi chạy án mà không thành, vậy là chúng tôi thuê luật sư cho nên mới thành sao? Sai. Đã chạy án được không cần thuê luật sư, đúng không? Rồi, cái lập luận của cô sai. Cô đang để cho mọi người hiểu lầm và nghi ngờ, vậy là trong cái nhóm Mạnh Thường Quân này đã sẵn sàng đi cửa sau. Trời, cửa sau nào mà thuê lắm luật sư vậy hả? 3 người, 3 người bên Mai Tiến Luật, thêm một ông nữa ở ngoài Hà Nội, mà ông Hà Nội đi chung với 1 người, chạy là 5 luật sư. Chạy án gì mà đi thuê chi đó 5 luật sư, câu chuyện chửi lộn nhau trên mạng. Đó là Như Quỳnh là một người đấu tranh, nhà hoạt động. Dạ, cảm ơn chị Hương Nghĩa Hằng. Nhà hoạt động rồi, một nhà gọi là đấu tranh nhân Chào quyền Phan, bảo vệ Châu. Cho thiền am, đấu tranh với cái sai của cơ quan chức năng Việt Nam. Đó, chính cái level của Nắm Quỳnh đó mới tạo cho luật sư có một cái ngộ nhận rằng cô Quỳnh là người đấu tranh cho thiền am. Cho nên những vấn đề mà liên quan đến thiền am thì đều do cô Quỳnh này hết. Đó là sự ngộ nhận của luật sư. Cho nên từ đó luật sư mới có cảm giác là muốn liên lạc gì hay là muốn hiểu biết gì vấn đề nắm thêm cũng góp vô hai nhà chỉ cần coi Như Quỳnh giải thích hay là phân bố cho luật sư hiểu biết. Nhưng mà Như Quỳnh không có muốn làm điều đó, mà Như Quỳnh muốn mình có tên trong vụ kiện để mục đích gì, đó là mục đích cá nhân của chính Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đó, muốn trả thù Nguyễn Tiến Dũng, muốn bia tên tuổi của mình lên, muốn đánh bóng tên tuổi của mình lên trong cái vụ kiện này, và muốn kẻ công trong công việc gọi là phản biện những kênh YouTube nói về thiền am, muốn kẻ công là người chỉ ra cái sai của cơ quan Long An
cái mấu chốt của Nam Quỳnh là nó nằm ở đó đó. Chứ đang đương nhiên là một người từ một nhân chứng nhảy qua thành là một người gọi là bị hại trong một vụ kiện. Cho nên cái bài báo á, nó viết theo tâm tư nguyện vọng của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chứ không phải nó khách quan. Cho nên Minh Tú nên nhớ một cái điều đó. Đây, đệ tử Tâm Phúc nói là bài báo nó viết theo tâm tư nguyện vọng của cô Quỳnh. Không, đây là chiến lược của cả luật sư, của cả cái đội ngũ viết báo, của cả nguyên một cái ekip của cô Quỳnh, chứ không riêng cái nguyện vọng của cô Quỳnh. Một mình cô Quỳnh đưa ra nguyện vọng, nhưng cái hiểu biết của luật sư phải đưa ra cho mọi người biết rằng nên hay không nên. Bởi vì cái vụ kiện này Mạnh Thường Quân người ta để tiền vào để chỉ đòi lại công bằng cho Minh Tú. Ở đâu mà tự nhiên đưa ra cho có một bà Quỳnh này nữa, đúng không? Thành ra vấn đề mà khi cô Quỳnh đã có nằm vô trong cái phần này rồi, cổ lại bắt đầu đổi thừa lại là khi mà đến văn phòng là có ông luật sư Đào Kim Lân, có cô Tâm Như Tuân biết. Và bây giờ sau này lại có Minh Tú biết nữa. À, cô lại không tự là dũng cảm nói ra cho chúng tôi biết được ngay từ đầu, bắt đầu quay qua trách thờn. À, vậy thì Tâm Như Tuân không lên tiếng, ông Đào Kim Lân không lên tiếng, bắt đầu thằng Tú đưa đầu ngu nó ra nó nói chứ gì. Nó đã ngu từ đầu rồi. Bắt đầu nó lên, nó công kích đa đề là nó đã ngu ngay từ đầu rồi. Alo. Alo, cô Lan, để con giải thích cái bị tờ báo này cho. Cô Lan mở lo lớn lên, con giải thích cho. Rồi, rồi, cô đang mở lớn. Cái tờ, mình chào khán giả, trên kênh cô Lan nha. Em giải thích cái tờ báo này nè. Cái tờ báo này không phải là những cái nhà tòa soạn báo nó đặt lịch phỏng vấn Minh Tú và Nam Quỳnh mà nó phỏng vấn, nó viết báo. Mà cái này á, là cái tờ báo bình thường, giống như là cái bài viết nào đó, giống như một bài truyện ngắn ha, một bài truyện tiểu sử gì đó. Thì mình muốn đưa tờ báo thì mình bỏ tiền cho nó đăng thôi, còn nội dung là của Nam Quỳnh. Mà cái này nó đánh truyền thông, mục đích là nó PA, nó đưa lên nó là một nạn nhân. Cũng nhìn cái tờ báo, nội dung tờ báo coi, nói Minh Tú là giống như một người là việc xã hội rất là tốt, là một nạn nhân để đánh truyền thông, để cho những người khán giả, những người nào yếu chí á nhìn vô thì thấy là đó là nạn nhân để giải xin tiền thôi. Cái tờ báo đó không có giá trị pháp lý hết, mục đích của nó là PA để đánh đồng tâm lý chứ không có giá trị hết trơn. Ok, rồi con chỉ thích như vậy thôi. Rồi. Rồi, dạ. Cảm ơn. Cảm ơn cô Lan, cảm ơn. À, như vậy là cái tờ báo mà nó đưa ra vậy thì tôi nhìn tôi không biết nó là cái gì nữa. Tôi không biết từ đâu ra được cái bài đó. Vậy thì giờ bạn này lên giải thích. Đó chỉ là giống như mình thuê người ta viết thì người ta sẽ viết theo cái yêu cầu của mình. À, giống như thằng Tú nó bị phạt 7 triệu rưỡi. Vậy mà báo này báo kia đều lên nói, vậy là phải có người đi trả tiền cho báo chứ. Đúng không các bạn? Phải vậy không bạn ấy? Bạn vừa lên phát biểu nè, đúng chưa? Vậy thì tự là mình thuê mướn người ta sẽ viết theo mình. Giống như Tú vừa bị phạt 7 triệu rưỡi đó. Mắc gì câu chuyện của một cái YouTuber cũng có cái gì đâu. Vậy mà bắt đầu đưa lên hết báo này tới báo nọ. À, vậy là có người đi trả tiền báo, đặng báo người ta viết. Tôi dành cho một chút xíu, một khoảnh chút xíu là người ta kiếm được vài triệu rồi. Thì người ta làm thôi, có gì đâu. Tại vì câu chuyện có bị phạt thiệt mà. Nhiều đó. Còn vấn đề cái nội dung cái bài báo, tại sao cô Lan nói là đem ra gọi là hâm he với lại cơ quan chức năng mang. Tại vì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đưa ra một cái gọi là cái trao á, gọi là cái bối cảnh á, thì tất cả những vụ việc nhỏ nhỏ này đều xuất phát từ Thiền An. Nhưng mà Thiền An xuất phát từ đâu? Từ cơ quan chức năng Long An có vấn đề đó, đúng không? Ngay cả trong cái chất tòa của bà Hoa cũng vậy, nó có một cái background gọi là background 1/10 đó, tự nhiên dẫn dắt cho dù nó xảy ra hoàn cảnh, nhưng máu chốt tất cả những vụ này, đúng không, những vụ mà lình xình vu khống hay là xúc phạm này đều xuất phát từ cái sai lầm của cơ quan Long An. Cái máu chốt nó nằm ở đó đó, đúng không? Nếu mà một cái background bình thường thì mình không nói,
Nhưng mà trong background đó, Neil thì Nga ra là một nạn nhân của công an Việt Nam đó. Trong bài, trong chấp tòa nó có một thứ 10, nếu mọi người đã đọc qua rồi thì biết. Đó, về phần này, tức là tôi cũng không muốn đi sâu vào vấn đề mà đi sâu vào là cơ quan chức năng của Long An, bởi nó đã đi quá xa. Trong khi một vụ án của bà Hoa, bà vu khống cho ông Tú, mà bây giờ nó đẩy lên bao nhiêu là những cái suy diễn. Tại vì bởi vì người ta chỉ hiểu được mỗi người một cái nhận định và tự suy diễn lấy. Cho nên tôi sẽ dừng cái phần này ở đây, nhưng mà tôi sẽ tiếp tục để câu nào mà của Minh Tú nó nói về tôi á. Nó mép chị nó để làm gì, có sự việc đó nó nằm không nêu lên một lý do nào xác đáng để mà đứng chân trong vụ kiện này, trừ khi Tấm Quỳnh tự làm đơn riêng, một tờ đơn riêng, một cái hồ sơ riêng đi kiện những tiếng dụng đó, đó mới là danh chứng ngôn từ. Chứ còn đứng đồng lên với Thanh Minh Tú thì vẫn là kiện khác hết, không thay đổi được. Không chủ động bình tĩnh và lúc đó là mình sẽ đúng vậy. Và ngày hôm nay cô Lan đúng vậy. Khi cô Lan nói câu chuyện của chị Quỳnh, cô nói là sao không thể chấp nhận luôn luôn này. Cô Lan nên nhớ cô Lan là người phụ nữ, chị Quỳnh cũng là người phụ nữ. Phụ đó. Nữ với phụ nữ với nhau mà chà đạp như vậy chẳng khác. Vậy sao? Tú nè, cô Lan chà đạp gì cô Quỳnh? Bức xúc rồi, đúng không? Cô Lan mới vừa nói cô Quỳnh rưỡng mở, chứ cũ đi đấu tranh cái gì? Còn nếu không đúng, tại sao đi đấu tranh chẳng bao lâu về đẻ anh đứa con? Cô đâu có nói gì đâu. Bởi vì cô Quỳnh này á, chửi tôi là mất dạy mà, đúng không? Mà bây giờ bức xúc, tại sao cô Lan lại đi nói một người phụ nữ? Vậy tại sao chưa bao giờ có một bài phản biện cô Quỳnh? Tại sao đem đời tư cô Sunny ra mà nói? Có bằng chứng nào mà nói cô Sunny là gái bao? Có bằng chứng không mà cô Tố Nga bao một lượt năm thằng đàn ông mà không đứa nào lên một bài phản biện lại cô Quỳnh? Tại sao cũng là thân phận đàn bà mà đi chà đạp như vậy? Đó, câu từ mà không thể chấp nhận được mà xuất phát ra từ miệng của cô Quỳnh. Có đứa nào lên để bảo vệ cho cô Tố Nga dù là một câu không? Có đứa nào lên bảo vệ cô Sunny dù là một lời không? Tụi bay còn lương tâm không? Trái tim tụi bay là máu đỏ hay là máu đen rồi? Cô Lan chỉ nói cô Quỳnh rưỡng mở, mà tụi bay đã nói là bức xúc. Cô Lan không đứng vào tâm trạng của người phụ nữ. Chính cô là người đã giữ đúng nguyên cái tâm trạng người phụ nữ mà cô phải trách cứ cô Quỳnh. Cô nói tự cổ là cô nói như thế nào? Cô tự xưng cái năm mà cô đi đấu tranh thì tôi ở đâu? Đúng chưa? Cô đang tự xưng công trạng cổ cái năm mà cô đi đấu tranh quyền được sống của cá, quyền được sập của biển, cô Lan ở đâu? Cho nên cái câu này là cái câu quyết định tôi phải trả lời, đúng không? Năm đó tôi ở đâu? Cô nói sai hết trơn à, không có gì đúng. Nhưng rõ ràng cô đi đòi quyền lợi à, đòi quyền lợi cho cá. Cô đang đại diện để mà cô nói, có tiếng nói để trong nhân quyền, để giúp đỡ người yếu thế. Thế giờ cho tôi biết, vì lý do gì mà mục kích mạt sát đời tư của cô Tố Nga? Lý do gì mà đem đời tư của cô Sunny lên nói cô ấy là gái bao? Gái bao chưa thỏa mãn, quay qua kêu nó là gái gọi luôn nữa. Đâu, đứa nào tụi bay lên bình phẩm được cái sự việc này? Một người phụ nữ, cô Quỳnh là ai? Không phải phụ nữ hay sao? Cô là phụ nữ, cô đang chà đạp danh dự của những người phụ nữ, mà những người này là những người đã từng cho mày tiền. Những người này là những người đã đặt tất cả tình yêu thương Thiền An, đã vì Thiền An, lo lắng cho Thiền An, rơi nước mắt cũng vì Thiền An. Mà mày bình chân như vậy,
mà có thấy cô Quỳnh bao giờ cổ nhỏ một giọt nước mắt nào, dù là một giọt nước mắt cá sấu, cho cuộc sống của các cháu, của các thầy không? Không. Cổ làm cho càng thương đau, cổ càng có chuyện để cô nói. Nhưng những người mà cô Quỳnh nhục mạ đã từng giúp Thiền Am, là cha của mình, là anh em của mình, là cô dì của mình trong Thiền Am, là các em của mình đó. Cô Tố Nga đã từng giúp, cô Xuân Ni cũng đã từng giúp, Thảo Vũ đã từng giúp, và cô Lan Hai Lúa này đã từng giúp và đang giúp. Mày làm điều gì để mày trả lại công bằng đây? Mày bức xúc bởi vì cô Lan nói cô Quỳnh đi đấu tranh hả? Đấu tranh chẳng bao lâu về mang cái bầu, đúng không? Cô Lan đang xúc phạm cô Quỳnh. Xem lại coi cô Quỳnh xúc phạm đã bao nhiêu người rồi? Đem lại xúc bao nhiêu người rồi? Kêu bà Quỳnh bên Mỹ quỷ quyền về cho mày, về kiện cô Lan đi. Ngon, ngon làm đi. Đó, con của tôi cũng đã phải bức xúc. Rồi, nó quay ra chắc cô Lan, tại sao phụ nữ có chà đạp gì đâu, trai tôi. Chỉ nói nắm Quỳnh là đừng mở thôi. Mỗi lần đi đấu tranh về là đấu tranh không an toàn, thật sự là không an toàn, cho nên về là dính hậu quả của cuộc đấu tranh. Đi đấu tranh là quần xanh áo đỏ, đúng không? Cuối cùng về thì có em nhỏ mang theo, vậy thì cái đó là cái gì? Nhưng mà nó quên, Minh Tú quên rằng, Minh Tú hỏi là bà chị của Minh Tú đi, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có xúc phạm phụ nữ không? Một nhà đấu tranh nhân quyền, một nhà bảo vệ phụ nữ mà có xúc phạm phụ nữ không? Ai xúc phạm chứ? Có lôi Tố Nga ra xúc phạm không? Có lôi chị Sunny ra không? Mức độ xúc phạm của chị Sunny ấy, tại sao Minh Tú không nhắc đến? Mà như Minh Tú chỉ nói cô Lan chỉ nói có mấy câu thôi, là cô Quỳnh rửng mở thôi. Như vậy thì có xúc phạm không? Mà thực tế nó như vậy mà, đúng không? Mỗi lần đi đấu tranh về là nắm Quỳnh là mang theo em nhỏ. Như vậy đâu phải là vấn đề xúc phạm. Mà cái xúc phạm ở đây á, là chính Nguyễn Ngọc Như Quỳnh á, xúc phạm chị Sunny á, xúc phạm Tố Nga đó, đó mới là xúc phạm nặng á, đúng không? Nói người ta là thế này thế nọ, đó mới là sự xúc phạm. Tại sao Minh Tú không lo chị Như Quỳnh vô nói, đúng không? Đi so người ta phải nhìn là nhà mình á, nó mới công bằng được, đúng không? Còn cái mức độ xúc phạm của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì sao á, thì Minh Tú cũng biết rồi. Bản thân Minh Tú cũng hùa theo mà, đúng không? Cũng hùa theo, cũng đem những bài viết đó về lặp lại, cũng tấn công Tố Nga, cũng không thua gì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hết. Nào là Mạnh Thường Quân tâm thiện là không được như thế này, không được như thế kia. Minh Tú cảm thấy kinh tởm những lời Minh Tú còn ở trên kênh đó. Bản thân Minh Tú cũng xúc phạm vậy thì sao là Minh Tú có tư cách gì để mà đi nói cô Lan thế này thế kia, đúng không? Không có tư cách gì hết á. Bản thân nhà mình cũng tà le tắc lét, chính những Ngọc Như Quỳnh đi xúc phạm bao nhiêu người đó. Tại sao Minh Tú không lên tiếng, mà lên Minh Tú đi bảo vệ những Ngọc Như Quỳnh khi mà bị cô Lan nhắc đến? Cô Lan nói là cô Lan phản biện những Ngọc Như Quỳnh, đúng không? Mà tại sao Minh Tú, lúc mà Như Quỳnh đó, đi tấn công bao nhiêu khác, Minh Tú không lên một cái tiếng nào hết, còn nhảy vô luồng lây từ khạc 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 ở trong đó nữa, đúng không? Có phải là Minh Tú cổ xí cho những hành vi của những Ngọc Như Quỳnh không? Đúng không? Một cái câu chuyện rất rõ ràng như vậy mà cũng đem lên mà nói được, nói người ta không đến nghĩ đến chính Như Quỳnh đã xúc phạm bao nhiêu người. Anh chào cô Boy. Nó đem câu chuyện cô Lan ra nói là phụ nữ xúc phạm này kia, mọi người thấy ghê không? Nó lên án mạnh mẽ ghê luôn á. Trong khi Như Quỳnh đem chị Sunny ra bao nhiêu clip nói chị Sunny là cô thế này, cô gái này, cô ấy kia, có đó có bị gì xúc phạm nặng không? Thật sự nặng luôn. Và cả Minh Tú cũng ủng hộ vấn đề đó. Mà chị Sunny là ai? Là người dẫn Minh Tú đi chơi đó. Những cái hình mà Minh Tú đang sử dụng đó, Timberland đó, cắt treo đó, mới đây thôi mà Minh Tú đã tuần với chị Sunny đi chơi chung, mà Minh Tú còn lên chỉ trích chị Sunny đó.
đem những cái bình luận của chị trên đây ra để về phân tích, để phản biện lại chị. Như vậy Minh Tú có xúc phạm không? Chính Minh Tú còn xúc phạm thì đừng có nói gì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Cho nên á, cái vấn đề này Minh Tú nêu ra nó càng tệ cho Minh Tú, tệ cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chỉ biết nói người ta thôi, không lẽ Như Quỳnh làm gì là đúng, Minh Tú làm là đúng. Minh Tú, Như Quỳnh có quyền xúc phạm người khác, còn cô Lan không có quyền phản biện lại Như Quỳnh hay sao? Không có đâu. Luật gia trên YouTube không ai có quyền hơn ai được hết, đúng không? Nhưng mà cái cách xúc phạm của Nam Quỳnh là hơi bị quá đáng, quá ngưỡng, quá ngưỡng của một người bình thường, đúng không? Mà không phải một lần, mà nhiều lần xúc phạm đến những người Mạnh Thường Quân, những người đã giúp cho Minh Tú đó. Đúng là Minh Tú là người biết điều, thì nên khuyên chị Quỳnh ơi, đừng có đem mấy chị đó ra nói nữa, hay là chị phản biện cái gì đúng. Còn những việc ngoài luồng chị không đem lên em. Tại sao Minh Tú không cản? Minh Tú là ngày nào cũng liên lạc với Nam Quỳnh mà, đúng không? Tại sao mà không ngăn cản những việc đó mà cổ xí luôn, đúng không? Từ những việc mà bà gì thì bà già 70 đó, Minh Tú nhảy vô cái thời ha ha con đó. Rồi cả những gì gọi là cô gì mà áo dâm gì sinh được áo toàn, Minh Tú cũng nhảy vô cười khát, thả mặt cười trong đó. Có phải là cổ xí không? Đó là chung tay với hành vi cổ xí cho hành vi xúc phạm người khác đó. Vậy mà Minh Tú nói ai? Tại sao không nói chị mình á? Mà để đi chọc cô Lan này kia. Trong khi cái xúc phạm của Nguyễn Quỳnh nó cao tới 100%, còn chị cô Lan chỉ có 1% thôi. Mới khiều nhẹ thôi đó. Mới khiều nhẹ thôi. Cô Lan mới vừa khiều nhẹ bởi vì cô Quỳnh cổ nói cô Lan là bởi vì cái thời mà cô Quỳnh này có đi đấu tranh vì cá sống cần biển sạch. Cô Lan làm gì? Cô Lan mới giải thích cho biết rằng nếu là người đi đấu tranh là phải như thế nào mới là đấu tranh. Không phải mà đi hô hào văn biểu ngữ có nghĩa là làm được hết mọi việc. Sự cố Formosa không phải là một ngày một bữa. Cuối cùng tất cả ngày hôm qua tôi đã đọc cho các bạn biết được những cái báo cáo rõ ràng là cái gì? Trải qua 5 năm mới khắc phục được những cái sự cố đó. Vậy mà các người chưa vậy, cứ người ào lên để mà các người đi đấu tranh đòi quyền sống của cá. Vậy giờ cho tôi hỏi, cái quyền được sống của các Mạnh Thường Quân chúng tôi sống một cách trong lành, sống một cách thoải mái, tiền của chúng tôi cho đi. Đương nhiên đó là tự nguyện, nhưng các người không có quyền hạn đặng mà áp đặt, đặng mà đe dọa các Mạnh Thường Quân. Thậm chí một Mạnh Thường Quân mà bây giờ người ta biến mất khỏi cộng đồng mạng, ngày hôm qua xuất hiện trên luồng like của tôi chúc mừng sinh nhật tôi, thế mà thằng Tú cũng chụp hình về đặng làm gì? Tú Nga bắt đầu xuất hiện đặng làm gì? Tự nhiên nghe lời người chị của mình á. Người chị của mình cho biết là thấy từ cô Tố Nga xuất hiện một cái sẽ đi theo dí để hỏi vấn đề 25.000 hả? Hỏi dí. Đừng làm như vậy, các người càng làm càng thấy cái bỉ ổi và cái thất bại của các người. Càng làm người ta lại càng thấy cái giả tâm, càng làm lại càng thấy cái kêu bằng cái hiểm ác của các người. Cô Tố Nga cô đã nói rồi, cô đi, cô không đổi họ, cô hứa sẽ có một ngày cô quay trở lại, cô sẽ không đổi tên. Nói cho các người biết. Đây, cái mà tôi vừa nói, cái câu rưỡng mở, mà các người nhảy lên ào, nói là tại sao cô Lan nói rưỡng mở, mà các người đã thấy bức xúc rồi. Vậy bây giờ cho tôi hỏi những này là cái gì đây? Thủ theo cái nguyên tắc bảo vệ đã ký vô non-disclosure agreement là phải tuân thủ tuyệt đối, nhất là về thông tin, nhân thân, hình ảnh nữa. Hay giờ mình buồn, mình viết thư cho con của luật sư bẻ, mình nói, ê, bà đó lên mạng xưng bà là vợ tỷ phú, bà định xu tôi nè, ông có ý định xu tôi không ta? Hay mình tự động viết cho ông luật sư ta, bà bé heo ổng làm, mình làm thôi mọi người. Cả nhà, nếu mà bà bé
chuyện với con của luật sư ổng, con của luật sư bẻ, thì giờ mình tự nói được không? Ủng hộ em không mọi người? Bữa giờ ổng kiện, giờ mình đi thách. Ê, thân chủ mày kêu kiện tao kìa, mày có ý định kiện không? Nói cho tao biết trước để tao chuẩn bị tiền, tao đi xin anh chị em tao tiền, được không? Giờ hay giờ mình tự kiếm luôn đi mọi người, hay giờ mình tự nộp đơn đi, mình tự dạ dẫn sát tới luôn, xông vào hang cọp luôn. Hay giờ là định làm vậy đi, lát tôi hỏi quân sư của tôi coi thử coi mình làm vậy được không. Ê nó ù, tôi sợ quá, tôi ăn ngon ngủ không yên. Giờ tôi tới tôi hỏi, ê ông ơi, thân chủ ông nó định kêu thân chủ mẹ của thân chủ ông nó định kiện tôi kìa, giờ ông có ý định kiện tôi không để nói tôi biết đó. Rồi để lát đi hỏi liền ngay lập tức, trong hôm nay mình tự hỏi luôn. Ở này không có tư, này là công khai rồi, xác nhận đồng ý chơi kiểu Mỹ, tự động liên hệ luật sư của chị bé, con trai của chị bé luôn. Tại tôi có thông tin chỗ nào thì tôi liên lạc chỗ đó. Xin thông báo cho mày biết, mẹ của thân chủ mày là một người dính dáng vào đây, tao lấy thông tin từ chỗ này luôn. Rồi xác nhận quân sư kêu chơi đi, chơi kiểu Mỹ đi, ở Mỹ chơi kiểu Mỹ đừng chơi như khỉ luôn. Rồi, xác nhận nha bé heo. Bé heo không làm, tôi làm, yên trí đi. Không kiện hả má? Bây giờ má không kiện, tôi sẽ kiếm luật sư của con má, yên trí đi, rồi tôi kiếm tới con má luôn, yên trí đi má. Quý vị biết không, con của Sunny Bunny viết một cái câu như vậy nè: tôi sinh ra trong một cái chuồng bò không có họ hàng thân thích. Má yên trí đi, má sáng rồi, chốt hạ là má không kiện phải không? Không kiện tôi sẽ báo cho luật sư của má. Thân chủ của mày nó đòi tiêu, má của thân chủ mày nó đòi tiêu diệt tao mà. Bây giờ mày tính sao? Rồi, yên chí đi. Trong ngày nay hoặc ngày mai má sẽ có tin vui, má yên chí đi. Giờ sao vậy má? Má lên má nói má nóng rồi, cái giờ má rút lui má nói không kiện hả? Má không kiện, con kiếm đường cho má kiện, yên chí đi má. Nha, má không nổi, con kiếm đường cho má nổi, yên chí đi má. Đời má từ giờ là hết bình yên rồi. Rồi vô game nha, quyết định xác định thêm em nữa nha. Đó, lát nữa tôi email, tôi ngồi xuống tôi đọc xong cái email mà quân sư rác xong rồi, tôi sẽ đọc cái email đó, tôi thêm chi tiết tình tiết vô. Bả tím tôi sao, riêng clip của bả ở đâu, bả nói cái gì, bả nhận bả là sao, rồi bả tiêu định, bả đòi tiêu diệt tôi làm sao. Rồi xong đó tôi sẽ gửi cho luật sư của bả. Má yên chí, má không kiếm tôi thì tôi sẽ kiếm má. Ghê chưa, ghê chưa, côn đồ mạng là đây nè, đúng không? Đây mới là côn đồ nè. Các bạn nghe tiếp nè nha. Rồi xác nhận quân sư kêu chơi đi, chơi kiểu Mỹ đi, ở Mỹ chơi kiểu Mỹ đừng chơi như khỉ luôn. Rồi, xác nhận nha bé heo. Bé heo không làm, tôi làm, yên trí đi. Một cái gì ta các bạn, giống như con hổ á, nó đang gùm mồi, nó đang dờn mồi, nhưng mà cô tưởng rằng cô Sunny dễ cho các người ăn hiếp, bởi vì người ta biết cô là dạng nào. Nó chụp ngay cơ hội nè, đúng chưa? Gái bao, cổ đâu có nói cổ gái bao, mà các người đang gán vào người ta là gái bao, người ta mới đó nè. Bây giờ những cái câu nào đâu, tụi bay đâu bức xúc cho cô Quỳnh đâu, cô Lan nói câu rửng mở mà mấy người nói là bức xúc. Phận người đàn phụ nữ đàn bà mở đi nói ra vậy. Bây giờ đây là những hành xử của cô này, có đứa nào lên phản biện một câu không? Đứa nào dù muốn dù không gì đã từng ăn và được thừa hưởng tất cả những tình cảm của Sunny ban tặng, ít hay nhiều, tôi nói thật chứ hầu như tất cả nhóm người này đứa nào cũng có được nhận tình cảm của cô Sunny. Tại sao không có đứa nào lên nói lời công đạo cho cô Sunny câu này? Đó, gái bao gì chỗ này hả? Đây các bạn nghe đây, tôi
xin phép trả lại để mọi người đem bánh đó cho chó ăn nha. Đề nghị duy cô ta sao kê, đề nghị chiến trần liên lạc duy cô ta sao kê xong gửi giùm 10 ký bánh tới nhà cô Lan. Đây là tôi chính thức trả lại cho cô Lan để cô Lan đem cho chó ăn nha. Đó, đó là đừng có ép tôi đến cái giai đoạn mà kiểu này nha. Cho nên là Duy chuẩn bị bán thêm được gạo lứt rồi nha Duy, mang tới để cô Lan đem cho chó ăn nha. Rồi, ngay lập tức anh Cường Hoàng. Anh Cường Hoàng hôm trước có nói rằng là cái chuyện lớn lao để anh chị em bên Mỹ lo chuyện trong nước, đề nghị là Chiến với anh Cường Hoàng với lại Duy cô ta làm việc với nhau sao, gửi giùm tôi cái này lại nha. Cho đây, tôi sẵn đây tôi sẽ đọc cái phần của bên phía cô Sunny chút. Đây là tin nhắn nè. Tin nhắn này của Phóng Quả bà. Viết ra gì đây để tôi xin đọc các bạn nghe nè. Viết trên kênh của thằng Minh Tú. Thỏ Heo có 3 đứa con. Một là Tình Một Đêm. Một là anh chồng tên H qua Mỹ. Có thêm một đứa con lai Mỹ tên Xuân nữa. Ủa là gì đây? Đúng chưa? Không, Thỏ Heo có 3 đứa con. Một là Tình Một Đêm. Một là anh chồng tên H qua Mỹ. Có thêm một đứa con lai Mỹ tên Xuân nữa. Ủa là gì vậy nè? Hả? Đâu có đứa nào mà tụi bay á, là bình phẩm thử coi cái đạo đức, cái nhân cách của là dạng người này như thế nào đấy. Đây, cuộc chiến này tôi chưa nói đến thằng Duy, nhưng cô Quỳnh đã kéo thằng Duy vào trận ngay từ đầu. Các bạn nhớ chưa? Câu chuyện này tôi để đây. Còn rất là nhiều câu chuyện lâm ly bi đát lắm. Nhưng cái đám này là tôi cho nó là ruồi mũi. Đã là ruồi mũi tôi không quan tâm. Nhưng cần tôi phải cho tụi này biết được thế nào là con ruồi biết sống. Sống phải đi nhào vô một cái hũ mực ông đàng hoàng, chứ không phải con ruồi mà bám vào trong cái đống rác, sống nhờ vào cái mùi của rác. Vậy thôi. Từ lúc đầu nè, nhưng tôi vẫn để qua một bên. Ngày hôm nay phản biện tôi nhiều rồi đó hả? Tôi chờ đi. Các bạn cứ hãy chờ đi. Tôi cái chuyện đâu còn có đó mà. Thấy không? Bây giờ tôi mới bắt đầu phản biện Quỳnh mà. Còn đám ruồi mũi tôi chưa nói đến. Còn đối với Minh Tú là khác. Đối với Minh Tú là khác. Tôi chỉ nói như vậy. Nó có thể sai với tôi, tôi vẫn có giận lòng. Tôi sẽ không được cái quyền làm sai với lương tâm tôi được. Nó có thể sai, nhưng tôi không thể sai. Nhưng những đứa ăn bám, tôi sẽ chỉ mặt, chỉ tên. Được không các bạn? Cho tôi xin dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn. Ai đó cứ nói thế này thế nọ tôi nói không. Cứ để đó. Tôi mới bắt đầu cái vụ bên cô Quỳnh. Tôi sẽ phản biện cô Quỳnh. Từ cái câu chuyện của phản biện tôi, tôi bắt đầu, mới bắt đầu phản biện. Cho nên ruồi mũi mà, chỉ là ruồi với mũi thôi. Nó không làm cho tôi là quan tâm. Thực chất đám ruồi mũi ngày xưa mà tôi cho đó là 12 kênh YouTube, mấy chục kênh YouTube của thằng Thám Tử Cao nó dắt đi. Nhưng chưa có đám ruồi mũi nào mà dơ như thế này. Chưa có cái đám ruồi mũi nào mà nó cứ dí theo tôi để mà nó đi kiếm. Coi tôi ỉ ra cục nào, đặng nó tiếp táp cục đó.
đúng không các bạn? Bấy nhiêu? Để hết, tôi xin mở lại cái bài ca của một người bạn tặng để mà mình xuống like nha các bạn. Nó gửi ngay từ đầu mà tôi rồi phát lại bài này đăng tặng cả nhà mình xuống like nha các bạn. Tha thứ và bao dung. Xin cái số tài khoản của Lan đi. Ồ. Chuyển qua cô Lan nha. Mua một cái món quà gì làm kỷ niệm á cô Lan. Rồi. Rồi đấy, cô cảm ơn ở trên luồng like, cô cảm ơn Tú Nga luôn. Cảm ơn Tâm Phúc. Cảm ơn hết các bạn. À, được rồi, à, cô Lan sẽ lưu lại cái kỷ niệm lần đầu tiên cô nhận món quà đầu tiên cô Tú Nga. Cô sẽ rất là cảm ơn. Rồi. Dạ rồi, cô đang nhắn nhé, nhắn tin cái số tài khoản cho con nha. Rồi. Dạ dạ, cảm ơn con nha. Cô đang ở trên luồng live đó, mày có biết không vậy? Trời đất ơi, đang đi làm, có biết đâu. Quỷ sứ. Trời ơi. Nếu tôi lỡ làm ai đau khổ, mới vừa phát nhạc cái có tiền rồi. À, giờ đặt con núm là dâm dâm bà bà. Giọng ca của Phương Dung hả? Không phải đâu. Của Phương Dung.
Tôi sẽ kết thúc ở đây. Cho tôi xin một lần nữa cảm ơn tất cả tình cảm của các bạn đã không nghĩ sai về tôi. Cảm ơn tất cả những chân tình các bạn đã kiên trì, đã cùng đứng bên tôi khi vui, khi buồn, khi ấm, khi lạnh. Tôi biết các bạn không nỡ bỏ. Tôi biết các bạn luôn luôn là chỗ dựa tinh thần cho fan Đa Đề, cho mạnh thường quân Đa Đề. Cảm ơn. Cho tôi xin được kết thúc ạ.